Xin gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta sẽ đón nghe hai câu chuyện. Câu chuyện đầu tiên là của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung và câu chuyện thứ hai là của tác giả Hoàng Chi. Và hai câu chuyện này đều có những tình tiết nội dung rất là hấp dẫn. Và quý vị hãy cùng đón nghe hết toàn bộ hai câu chuyện. Nếu yêu thích và yêu mến giọng đọc của Duy Thuần cũng như kênh Người Dân Được Khỏe Âm thì hãy like, share và subscribe kênh để ủng hộ cho Duy Thuận cũng như toàn bộ ekip của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm quý vị nhé. Còn bây giờ, chúng ta bắt đầu vào đón nghe hai câu chuyện ngày hôm nay nào. Ôi giời ơi, con ơi là con. Sao mà lại khổ thế hả con ơi à giời ơi. Tiếng bà Hy khóc nức nở khi con gái mình thông báo là đã có thai với cái thằng bạn trai mới quen được hơn 2 tháng. Mỹ đưa cái bụng trở về mà lý nhí trong miệng, không dám nói to sợ hàng xóm người ta nghe được thì chết dở. Ông Thiên nằm ngoài sân, nhưng nghe được tiếng than thở của bà Hy thì vội chạy vào. Gì đấy? Hai mẹ con nhà này sao thế hả? Mỹ nhìn mẹ, cô rất do dự không muốn nói ra sự thật. Bà Hy cũng thế, một khi cái ông chồng của bà mà biết chuyện thì mọi việc sẽ rắc rối to. Bà nhìn con gái thấy bụng nó chưa to nên cũng đỡ lo mà nói. Ừ thì ông thấy đấy, lớn chừng này rồi mà còn làm mất tiền. Ông Thiền bĩu môi. Giời ạ, tôi tưởng nó gây ra cái chuyện gì tày đình, chứ lỡ mất rồi thì thôi, ngủ đi mai tìm. Ông Thiền vừa đi thì bà Hy vội khóa trái cửa lại mà thì thầm với Mỹ. Thế cái thằng đó nó ở đâu? Mỹ vừa hết hoảng sợ từ bố nên cũng còn run rẩy mà đáp. Ở xóm trên, con nhà bà Hai nước rửa á mẹ. Bà Hy suy nghĩ một lúc lâu rồi nói tiếp. Con bà Hai nước rửa là thằng Nhật. Mỹ vội gật đầu đáp. Đúng rồi. Sao mẹ biết tên anh ấy vậy? Bà Hy ngao ngán mà đáp. Chứ bố tiền sử cái thằng lúc nhỏ hay chạy xuống xóm dưới ăn cắt vặt như nó thì ai chả biết. Không biết là đến bây giờ thì cái tính xấu đấy nó còn không. Mỹ ôm lấy cánh tay mẹ mà nói. Mẹ, giờ anh ấy lương thiện mà. Anh đang là một thủ kho ở một công ty nông sản, có công việc ổn định rồi mẹ ạ. Bà Hy nhìn con gái, trong lòng bà rối bời. Một người mẹ biết tin con gái chữa như thế ai chả lo sợ. Bà cố trấn an mình suy nghĩ tốt về cho thằng con trai ấy, chứ thật ra nhà nó cũng chả có gì tốt đẹp. Mẹ thì cặp bồ cặp bịch, bố nó thì say bí tỉ cả ngày lẫn đêm. Thế thì gia đình còn chi cái thể thống. Thế mày đã nói cho nó biết chưa? Dạ, con chưa mẹ. Mỹ trả lời hơi nhút nhát. Đúng thật. Cô và anh quen nhau qua Zalo, gặp mặt rồi lại dẫn nhau đi xa quá giới hạn. Chỉ vỏn vẹn có hơn 2 tháng mà bây giờ cô đã có con với anh. Nếu cô nói ra thì không biết phản ứng của anh sẽ ra sao, tiếp tục với cô hay là tệ bạc. Mỹ đã đủ tuổi để nhận biết nên nếu anh có tệ bạc thì cô cũng sẽ thiệt thòi và mang tiếng nhiều lắm. Nhưng cũng biết nói thế nào khi mật ngọt nó giết cả nhà con ruồi rồi. Cũng đành chịu vậy. Bà Hy lại nói. Mà mẹ thấy cái thằng đó nó có ở nhà đâu, mà sao nó quen được với con? Mỹ đáp lại. Mỗi lần gặp mặt là anh đều phải vượt hơn 50 cây số để gặp con đó, nên mẹ yên tâm anh thương con lắm. Bà Hy cảm thấy không ổn chút nào nên khuyên con gái. Mẹ thấy nên nhanh chóng nói cho nó biết mọi việc rồi cưới hỏi mà còn kịp. Dại quá con ạ. Nói xong thì bà đi về phòng mình ngủ, để lại Mỹ ở đó nhắn tin cho Nhật. Cô nói hết sự thật về chuyện cô mang thai và hỏi ý kiến của anh. Nhưng điều làm cô lo lắng là anh bảo anh cần suy nghĩ và mai sẽ gặp cô để giải quyết. Trưa ngày hôm sau, Nhật hẹn Mỹ ra một quán cà phê mà nói chuyện. Mình bỏ con nha em. Nhật nắm lấy tay Mỹ mà nói. Mỹ hơi ngạc nhiên vì câu nói ấy. Cô lại càng hoảng loạn khi ánh mắt ấy, có
con người ấy quyết định bỏ đi giọt máu của mình. Tại sao? Mỹ chỉ khẽ hỏi hai tiếng, nước mắt cô trào ra một cách nhẹ nhàng. Mẹ anh bảo năm nay anh không thể có con được. Mẹ đã đi coi thầy, thầy bảo chúng ta hợp nhau, nhưng năm nay không thể sinh con. Nếu không thì một trong hai người, em hoặc anh sẽ chết đấy. Mỹ òa khóc. Em không thể, nó là con em, giọt máu của chúng ta mà. Nhật ôm lấy cô mà an ủi. Anh biết, anh cũng thương em, nhưng chúng ta còn trẻ nên việc mang thai rất dễ, em không phải lo lắng gì. Mình sau này sinh con được mà. Mỹ vẫn khóc nức nở mà nói trong nghẹn ngào. Nhưng còn gia đình em, họ biết em có thai. Nhật như đã tính toán hết mọi chuyện nên anh vội nói. Em nói với bố mẹ là bị sẩy thai, anh nhờ bác sĩ giúp được mà, em đừng ngại nhé. Mỹ suy nghĩ rồi nhìn Nhật. Anh muốn từ bỏ mẹ con em sao? Nhật lắc đầu tỏ vẻ chân thành. Không, anh từ bỏ con, còn em thì không đâu Mỹ à. Ông Thiên đang nằm trong nhà xem tivi thì điện thoại ông bỗng reo lên. Đầu dây bên kia là số của Mỹ, nhưng lại là giọng của người thanh niên. Bác ơi, Mỹ nhập viện rồi, hai bác mau đến đi. Ông Thiên lo lắng mà vội hỏi gấp. Con tôi làm sao? Nó ở đâu? Sau khi biết thông tin thì ông vội gọi bà Hy mà vào viện với con. Ông không nói một lời gì kể từ khi bước chân vào bệnh viện. Chỉ có bà Hy là cứ bù lu bù loa mà khóc khi thấy con gái đã sảy mất đứa con là cháu ngoại của mình. Cậu quen con gái của tôi lâu chưa? Ông Thiên ngồi ở ngoài cùng với Nhật mà hỏi anh. Nhật khẽ đáp. Dạ, mới ạ. Mới mà đã có con, nhanh thật. Ông Thiên nói rồi lại chậm ngâm suy nghĩ. Nhật vội lên tiếng. Bác yên tâm, cháu chịu trách nhiệm của mình mà. Thế ai chịu đau cho con gái tôi? Nhật không biết nên nói gì, và thật tình anh cũng không biết phải trả lời thế nào với câu hỏi của bố Mỹ. Ông Thiên thở dài rồi nói. Thế cậu định chịu trách nhiệm thế nào? Nhật liền đáp. Cháu sẽ cưới Mỹ mà. Ông Thiên mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói tiếp. Cậu nghĩ con gái tôi là bó rau mớ thịt hay sao mà muốn lấy là lấy nhanh vậy? Thế bố mẹ cậu đã biết chuyện chưa? Nhật chỉ đáp. Cháu chưa kịp nói thì em ấy đã ngã đến sảy thai rồi ạ. Ông Thiên gật đầu. Cái chuyện nó sảy thai thì âu nó cũng là cái số. May mà con bé không việc gì. Thế cậu định khi nào đưa bố mẹ sang thử chuyện với gia đình tôi? Nhật ngạc nhiên khi câu nói của ông Thiên thốt ra. Anh vội vã đáp. Khi nào Mỹ khỏe, cháu sẽ đưa bố mẹ cháu qua ngay thưa bác. Ông Thiên chỉ gật đầu rồi vào phòng thăm con gái. Ông chỉ có mình cô con gái, không lo cho nó thì lo cho ai đây cơ chứ. Sau ngày hôm đó, Nhật cũng về nói với bà Hai nước dừa là mình muốn lấy vợ. Bà Hai cũng ngạc nhiên khi quyết định con trai mình đưa ra sớm như thế. Mấy ngày nào nó gọi điện bảo là làm người ta có con, giờ thì lại đòi lấy con người ta về làm vợ. Mày sao vậy hả con? Tao đã đi xem thầy rồi, không thể giữ đứa bé lại được đâu. Nhật gật gù mà đáp. Đứa bé mất rồi mẹ. Mẹ nó không may ngã xe nên không giữ được. Bà Hai nghe đến đây thì hơi giật mình. Bà suy nghĩ vài phút trong khi Nhật im lặng, suy nghĩ đến đứa con tội nghiệp của mình, thì bà lại nghĩ đến chuyện khác. Bà Hai kéo tay Nhật mà nói. Tao nghe nói đứa con gái mà ngã đến văng con ra như thế, lần sau không đẻ được nữa đâu. Thôi bỏ đi, lấy con Thoa con bác Xuân, đẹp người lại dễ bảo. Nhật nhìn mẹ mà đáp. Kìa mẹ, việc con yêu, con quyết định chứ. Và lại con Thoa nó có người yêu rồi mà. Bà Hai đành thở dài rồi đáp. Thế thôi được rồi, nói thời giờ tôi sắp xếp, tôi qua thư chuyện. Nhật đưa ngón tay cái ra hiệu là số 1 rồi nói tiếp. Mẹ đi với bố nữa nhé.
Bà hai nghe con trai nhắc đến chồng mình thì rùng mình. Cái thằng cha sáng say chiều xỉn ấy thì có khi nào có thời giờ tử tế mà để nói chuyện với người ta. Mày đi mà nói, chứ tao với bố mày chả còn gì. Nói rồi bà hai lại lấy điện thoại, bấm bấm chát chát với phi công trẻ, rồi lại rời nhà đi. Chỉ có Nhật là lủi thủi một mình bước lên tầng trên. Mùi rượu bay thẳng vào mũi anh. Anh nhìn bố mình đang say bí tỉ mà ôm chai rượu to, ngủ không còn biết trời đất gì. Anh chỉ biết lắc đầu mà đi xuống. Chán, Nhật cảm thấy gia đình mình thật là chán. Một tuần sau thì Nhật dẫn mẹ sang thưa chuyện với gia đình bà Hy. Hai bên gia đình bàn đến cả việc cưới hỏi, dự định là sẽ nhanh gọn lẹ, đền bù cái tuổi thanh xuân cho Mỹ. Đám cưới được diễn ra trôi chảy, mọi chuyện bình thường cho đến một ngày. Anh ơi, em đau bụng quá. Mỹ cùng Nhật đã kết hôn và lên trên thành phố sống. Anh và cô cùng thuê một căn nhà tạm ổn, tiện cho vợ chồng mới cưới. Đêm nay Mỹ cảm thấy bụng mình đau dữ rồi. Cô vội vàng gọi chồng để anh biết nếu có gì thì đưa cô đi bệnh viện. Em ăn bậy thứ gì sao? Nhật hỏi Mỹ, nhưng cô lắc đầu và khẳng định mình không ăn thứ gì bậy. Đang nói chuyện với nhau thì tự nhiên Mỹ cảm nhận máu từ trong tử cung của mình trào ra. Một cục thịt nhỏ bấy nhầy, dính đầy máu từ từ bò ra. Nó đứng ngay trước mặt của Mỹ mà phát ra âm thanh. Mẹ! Mẹ! Mỹ sợ hãi mà hét toáng lên. Cô choàng tỉnh và nhận ra đó chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ kinh hoàng đến như thế. Em ơi, cái kính mắt của anh đâu nhỉ? Nhật hỏi vợ khi anh thức dậy mà tìm mãi không thấy mắt kính của mình đâu. Anh bị cận rất nặng nên nếu không có kính thì anh không thấy rõ mọi thứ. Mỹ đang ủi quần áo cho chồng, cô đáp. Tối qua em thấy anh để ở trên bàn, trong phòng đấy thấy. Nhật mới vội bước vào trong phòng, đập thẳng vào đôi mắt mở của anh là một đứa bé người ngợm dính đầy máu. Đầu nó to như quả dưa hấu 2 cân, mắt tròn to nhưng cuộc mắt thì thâm đen. Cộng với cái mũi nhỏ cùng với phía dưới là cái miệng ngoác rộng đến mang tai, lưỡi đang thè lè, đỏ lòm lòm mà nhìn Nhật. Giật mình khi nhìn thấy một thứ gì đó thật kinh dị, anh vội hét toáng lên, khiến cho Mỹ cũng phải bỏ việc mà chạy vào. Cô thấy anh chồng ngồi dưới đất, tay chỉ vào một hướng nơi đầu giường, mồm lắp bắp. Ma, có ma. Mỹ cũng hơi giật mình, rồi cô nhìn lại nơi đó, nhưng không thấy thứ gì cả. Vội nói. Anh, làm gì có gì đâu. Chắc là do anh không nhìn thấy đường rõ nên bức tranh treo ở trên đầu giường, anh nhìn nó nhòe đi thôi. Mỹ nói rồi bước lại đưa chiếc kính cận cho Nhật. Anh đeo kính vào rồi nhìn lên đầu giường thì đúng là chỉ có một bức tranh. Từ nay em bỏ bức tranh đó đi nhé, anh không muốn thấy nó nữa. Mỹ và Nhật đều cùng nhau rời đi. Họ đâu hay trên đầu giường một đứa bé người ngợm đỏ chét đang đứng đó. Cặp mắt nó trợn lên toàn lỏng trắng mà nhìn về phía hai vợ chồng. Công việc chính của Mỹ là ở nhà nội trợ, nên chỉ có buổi sáng là cô ra ngoài. Còn thời gian còn lại là cô ở nhà lo cơm nước dọn dẹp. Cả ngày hôm nay, nó xảy ra mọi chuyện kỳ lạ lắm. Đầu tiên là Mỹ cảm thấy như có ai đó cứ lén lén nhìn mình từ phía sau. Đôi lúc cũng cảm thấy thứ gì đó tiến gần lại đằng sau gáy của cô, khiến cho cô giật mình. Con mèo đen ở hàng xóm thường ngày, nó hay qua chơi với cô. Nhưng hôm nay nó chỉ đứng ở cửa sổ nhìn cô, rồi gầm gừ vài tiếng meo meo rất là dữ. Sau đó nó ra về, mặc kệ Mỹ có dùng thức ăn để gọi nó lại hay không, nó cũng không lại chỗ cô. Mặc dù là sáng hôm nay, người cô vẫn khỏe mạnh bình thường, nhưng không biết vì sao từ lúc đi chợ về tới giờ, vai của cô như nặng thêm và đầu óc thì quay cuồng. Mỹ mệt mỏi mà nằm trên cái ghế sofa. Cô bắt đầu nhắm mắt chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng rồi ầm một tiếng, một đống chén bát ở trên kệ rơi xuống. Đầu tiên là một cái, sau đó là cả chục cái. Mỹ giật mình hoảng sợ, cô không thể làm gì khác ngoài đứng nhìn cả bục cái bát đang dần dần rớt xuống đất. Người cô như bị đóng băng,
tay chân không thể cử động được, miệng thì không thể nào hét hay hở ra bất cứ một tiếng gì. Có tiếng trẻ con cười khanh khách ngay tai của Mỹ. Cô muốn cựa mình mà ngó xung quanh, nhưng cả người cô lúc này không thể nào mà cử động được. Mẹ! Mẹ! Tiếng trẻ con từ đâu cứ gọi mẹ mẹ, khiến cho đầu óc của Mỹ như quay cuồng theo tiếng gọi. Chân cô đang bò xuống đất, bỗng nhiên cảm thấy một thứ gì đó lạnh lạnh mà nắm lấy chân mình. Cảm giác vừa lạnh vừa nhơn nhớt khó chịu, khiến cho Mỹ phải căng mắt mình nhìn xuống dưới chân mình. Một cái đầu của một đứa bé dần hình thành mà hiện lên là một cái đầu chọc lóc, ngoe hoe được vài cọc tóc, nhưng cũng chẳng nhìn rõ tóc vì những thứ gì đó đỏ lòm ướt sũng dính trên đầu của thằng bé. Tiếng gọi mẹ mẹ vẫn cứ vang lên bên tai của Mỹ, dường như cái tiếng ấy đang ăn sâu vào trong đầu óc cô. Mỹ lúc này hoảng sợ tột đỉnh, tim cô đập nhanh như muốn bể cả mạch máu, nhưng mắt vẫn căng ra mà nhìn cái thứ đang dùng tay bám vào hai chân, hai bên đùi của mình mà nhìn mình. Lần này, Mỹ hét lên muốn vỡ tung căn nhà, vì lúc này cô đã cử động được. Cô đang há mồm ngây ngốc mà nhìn thằng bé. Trên người nó không một mảnh vải che thân, ngoài ra máu đỏ lòm hòa với những dịch nhớt nhát dính bè bét trên người thằng bé. Miệng nó vẫn không ngừng há ra, lộ ra bên trong là thứ gì đó đỏ lòm lòm, hôi thối. Nó nhoẻn miệng cười với Mỹ, rồi đưa một tay lên trước mặt cô. Mẹ! Mẹ! Bế con! Mỹ đứng hồn. Cô không biết vì sao thằng bé kinh khủng này lại gọi cô là mẹ. Mỹ chỉ biết lắc đầu khi mà thằng nhóc đưa hai tay về phía cô, làm cử chỉ như một đứa bé đòi bế. Không, 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 không. Miệng lắp bắp không thành tiếng mà lùi ra đằng sau. Cô đang ngồi trên ghế sofa, nên khi lùi quá nhiều, Mỹ bị ngã xuống đất. Cô dịch lùi đến đâu thì thằng bé nó cũng theo sau đến đấy. Đối diện với cái khuôn mặt kinh khủng của thằng bé, Mỹ chỉ biết hét dữ dội, mong rằng sẽ có người đến giúp cô. May mà mọi thứ không phụ lòng cô, chị Mai bên cạnh nghe thấy tiếng hét dữ dội thì vội chạy qua mà đập cửa. Cánh cửa chỉ gài vào, nhưng theo phép lịch sự thì chị Mai vẫn gõ cửa rồi mới vào nhà. Đập vào mắt chị là cảnh bát chén vỡ vụn dưới đất và Mỹ đang ngồi dưới đất mà khóc nức nở. Chị vội chạy lại. Ôi giời ơi, sao thế em? Mỹ nhìn quanh nãy giờ mà không thấy con quỷ đâu. Biết là nó đã biến mất vì chị Mai xuất hiện, nên cô nhanh trí mà đáp. Có con chuột đấy chị ạ. Nó chui vào đống chén. Em sợ quá nên làm bể cả đống chén luôn. Mai vội bật cười mà đỡ Mỹ dậy. Cô nói. Ôi dào, chị tưởng gì? Chứ là con chuột thì có gì phải sợ. Thôi, để chị dọn giúp. Mỹ sau khi lấy lại bình tĩnh dọn dẹp cùng chị Mai, thì cô nhớ lại mọi thứ đã xảy ra với mình, nên viện cớ muốn sang nhà chị Mai cho đỡ sợ. Chị Mai đồng ý và cùng Mỹ về lại nhà mình. Mỹ lén lén mà nhìn đằng sau lưng mình, vì cô cảm nhận được một cặp mắt sắc bén đang tìa về phía mình. Tối, khi chồng Mỹ là anh Nhật đi làm về, thì Mỹ mới dám bỏ về. Cô còn đất sợ nên bám sát theo chồng như sên. Chồng cô sau khi tắm rửa thì thấy lạ nên hỏi. Hôm nay em sao thế? Không định sắp cơm à? Mỹ đã thay đồ sẵn, cô bảo. Nay em muốn đi ăn ngoài. Nhật ngạc nhiên. Là ngày gì sao? Mỹ giả vờ gật đầu rồi thúc giục chồng mình thay đồ đi ra ăn quán. Sau khi đã no say, Nhật mới đứng dậy định đi về, thì Mỹ kéo lấy tay anh mà bắt đầu kể lại mọi việc. Nhật cũng liên tưởng lại những gì mà sáng nay anh đã thấy, nên cũng có phần tin và cùng vợ thuê khách sạn để ngủ lại, chứ không về nhà nữa. Cả đêm ấy hai vợ chồng không tài nào ngủ được, vì cứ chợp mắt là ác mộng từ đâu nó lại ùa về kinh khủng lắm. Sáng hôm sau, hai người thu xếp hành lý mà về quê nhà, để bảo mẹ anh lắc bà Hai nước rửa giúp đỡ. Bà Hai bảo, tao nghe ra trong chuyện này là chúng mày bỏ nó, nên giờ nó mới về phá chúng mày phải không? Hai vợ chồng im lặng
khiến cho bà hai càng khẳng định hơn. Bà lại nói tiếp. Thôi được, đi qua nhà thầy lang thôi. Nhà thầy lang nằm trong con hẻm ngõ cụt. Thầy sống có một mình và chỉ có một vài người đến nhờ thầy giúp đỡ. Vì ai cũng truyền tay nhau là ông thầy này làm thì ít, mà lấy thì cắt cổ, nên dần dần thầy mất rất nhiều khách. Sau khi trình bày là thai hư thì thầy mới dở bài ra mà bói. Ông nhìn các con bài mà lắc đầu nói. Chả có đứa bé nào khi không lại chết mà lại về ám bố mẹ như thế. Trừ khi... Ông nói rồi ngước lên nhìn vợ chồng Mỹ rồi nói tiếp. Trừ khi cô cậu bỏ rơi nó. Mỹ hoảng sợ mà cúi mình vái lia lịa ông thầy, xin ông giúp cho mình. Ông thầy chỉ nhìn vào chiếc đĩa đặt trên bàn thờ mà đáp. Lòng thành thì không bao giờ bị phụ ơn. Bà hai hiểu mà đưa ra một sắp tiền trước mặt ông thầy mà nói. Xin thầy giúp cho chúng nó. Ông thầy khẽ mỉm cười mà đặt sắp tiền lên bàn thờ, bái lại rồi khẽ nói. Xin các vị thần linh chứng giám. Này kia kia nọ. Rồi ông lang quay lại mà nói. Dẫn ta đi gặp nó. Chiều đến thì ông lang đã có mặt ở nhà vợ chồng Nhật. Ông đốt ba que nhang mà cắm ngay cửa ra vào, đồng thời cuốn quanh cuộn chỉ đỏ khắp nhà, rồi mới bắt đầu đi vào nhà. Vừa vào nhà thì ông thầy lang đã nhăn mặt mà nói. Oán khí nặng nề quá. Nhật đã tiếp xúc nên đã biết con người của ông thầy, vội kéo túi áo thầy mà nhét tiền vào đấy. Ông thầy cười khẩy rồi lại nói. Nhưng nặng đến mấy thầy cũng trị được. Ông đang cười híp mắt thì bỗng nghiêm túc lại mà nhìn về phía góc tường, nơi thằng bé con đang đứng đó. Ông thầy lang quát. Ra đây. Thằng bé nhìn thấy một chùm ánh sáng tím nơi đỉnh đầu ông thầy thì biết ông thầy pháp lực không tầm thường, nên không động thủ mà đáp lại. Chuyện của gia đình ta, ông đừng xen vào. Vào thời điểm này thì chỉ mình ông thầy thấy thằng bé, nên vợ chồng Nhật nhìn ngỡ là ông ta nói chuyện một mình. Ông vội đưa cho hai người cái hũ nhỏ mà nói. Chấm ít mà thoa lên mở mắt. Mỹ giật mình mà hoảng sợ ôm chặt lấy Nhật. Cô ước mình chưa từng thoa cái bột ấy lên mắt thì hơn. Nhật cũng bủn rủn cả chân tay khi anh trực tiếp thấy mà đối mặt rõ ràng với mình như thế. Thằng bé biết là hai người đã nhìn thấy mình nên nó làm mặt quỷ mà nhìn bố mẹ nó. Đùng một tiếng, thầy lang cầm tấm bùa phát sáng mà ném thẳng về phía con quỷ. Ông khẽ nói. Thu ngay cái mặt quỷ ấy đi, làm cho bố mẹ sợ. Con quỷ cười lên hang hắc mà đáp. Họ xứng đáng là bố mẹ tôi sao? Họ xứng đáng sao? Nó nhìn Mỹ đang khóc lóc mà lòng nó tê tái, khẽ mỉm ác nhìn người đã bỏ rơi mình. Hai người xứng đáng lắm sao? Mỹ quỳ rạp xuống đất mà khóc lóc kêu than. Mẹ biết mẹ không xứng đáng, mẹ xin lỗi con, mong con sớm siêu thoát đi. Nhật lặng im mà không nói gì cả. Anh biết mình có lỗi rất nhiều. Con quỷ nhỏ gầm lên một tiếng dữ tợn, bay vọt đến phía thầy lang. Nó biết nó sẽ chết, nhưng nó muốn được thực hiện ý nguyện. Thầy lang cực nhanh tay mà bấm pháp quyết, đánh cho hồn phi phách tán. Con quỷ cười lên thỏa mãn, dùng một chút hồn niệm sót lại mà chuyển hóa thành lực lượng nguyền rủa. Tao nguyền rủa cả đời chúng mày sẽ không bao giờ có con cả. Thầy lang chỉ biết thở dài mà nhìn con quỷ tan đi trong làn khói. Thầy nhìn vợ chồng Nhật mà nói. Việc của ta cũng đã xong, nhưng về phần anh chị thì... Mỹ nghe ra hiểu ý vội hỏi. Sao hả thầy? Có phải... Ông thầy đành gật đầu mà đáp. Cái câu nguyền rủa của một linh hồn trước khi tan biến mất ấy, thế mà nó được ứng nghiệm lắm. Nhật vội chen vào. Thế làm sao được? Thầy giúp chúng con được không? Ông thầy lang chỉ biết lắc đầu mà trả lời. Cứ để thuận theo ý trời vậy. Vợ chồng Nhật hiểu, ấy cho nên là đưa thủ lao cho thầy rồi tiễn thầy về.
Đêm ấy Mỹ không tài nào ngủ được. Cô cứ suy nghĩ mãi về câu nguyền rủa của nó trước khi tan biến mất. Một thời gian sau thì mọi thứ cũng dần trôi vào quên lãng. Một năm kể từ ngày mà cô phá bỏ đứa con, thì bà Hai cũng lại tiếp tục đi xem thầy. Và lần này thầy bảo trong năm nay phải có để mà đẻ. Tệ nhất cũng là phải lấn sang vài tháng của năm sau thì gia đình mới hạnh phúc và hòa thuận được. Thế là bà Hai bắt đầu giục hai vợ chồng có con để mọi sự yên ấm. Ấy thế mà ròng rã cả hai năm trời, hai vợ chồng vẫn không thể có con. Bà Hai nước rửa cũng hết quan tâm đến vợ của con trai nữa. Vì nếu nó không sinh con trong năm mà thầy đã nói, thì sau này khi đẻ con đẻ cái, con trai bà sẽ cực khổ dữ lắm. Hai vợ chồng đã đi rất nhiều nơi để khám, chữa rất nhiều thuốc, nhưng con cái thì vẫn là dấu chấm hỏi mà thôi. Nhưng bà Hai vẫn không biết một điều là những lần đi khám thì bác sĩ bảo khả năng có con của Mỹ rất là thấp, vì cô đã từng nạo phá thai nên ảnh hưởng rất nhiều đến việc sinh sản. Vì thương vợ cho nên Nhật cũng chọn cách im lặng mà tiếp tục cố gắng duy trì. Nhưng vợ chồng anh cơm không ngon và canh từ đó bắt đầu chả được ngọt nữa. Ngày mà Nhật nghe được cuộc điện thoại từ phía gia đình vợ rằng vợ anh phải nhập viện vì tình hình bệnh ngày càng nặng hơn, anh tức tốc chạy nhanh vào bệnh viện với người vợ của mình. Sau khi được vào thăm vợ thì anh hốt hoảng khi cô ấy gầy gộc và làn da vàng hẳn đi. Tóc cô ấy đã rụng đi do xạ trị, hai bên ngực của cô đã phải cắt đi. Là ung thư sao? Nhật như chết lặng. Mới có vài tháng anh không gặp vợ mình. Do vợ anh lên ở vì căn nhà ở quê bà ấy đã bán trong một lần thua cờ bạc, kể từ đó mọi chuyện xấu đã xảy ra với gia đình nhỏ của anh. Nhưng mọi thứ lại nhanh đến như thế, trong khi sống với vợ, chắc hẳn là anh không hề biết vợ mình mang bệnh. Và chính Mỹ, cô cũng đã chủ quan về bệnh tình, để đến khi cô nhận ra thì nó đã đến giai đoạn cuối. Và lúc ấy cũng chính là lúc cô và anh cãi nhau nhiều hơn. Mỹ buồn mà bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Và do sự thúc giục của gia đình và công việc bù đầu óc của Nhật mà vợ chồng hai người cắt liên lạc với nhau. Cho đến ngày hôm nay anh gặp lại cô nằm nơi đây thì anh thấy mình thật có lỗi. Nhưng mọi thứ cũng đã quá muộn rồi. Nhật đứng trước mặt ông Thiên, anh không biết mình phải và nên nói gì. Nhật chỉ thốt lên được: bố, con sai rồi. Ông Thiên cười mà lòng ông tê tái. Giờ phút này ông chỉ muốn tát thẳng vào mặt cái thằng rể xấu xa này và cho nó một trận lên bờ xuống ruộng. Nhưng ông không làm như thế, vì ông biết mình làm như thế sẽ được gì. Còn ông có hết bệnh mà khỏe lại không, hay mọi chuyện khiến nó càng thêm đau lòng. Cậu làm con gái tôi đau rồi. Ngày mà nó bỏ đi cái tổ ấm nhỏ mà quay về với bố mẹ già, là ngày mà tôi muốn lên đấy đòi lại công bằng cho con gái tôi. Nhưng khi tôi lên thì cậu có biết chuyện gì xảy ra không? Mẹ cậu đuổi tôi và vợ cậu về. Tôi và con tôi đã thề trước mặt mẹ cậu là dù có chết, tôi cũng không để cho con tôi trở về với cậu. Vì đêm mà chúng tôi lên thì nhà cậu khóa trái cửa, chúng tôi phải tìm chỗ ngủ. Đêm hôm ấy là cái đêm bố con chúng tôi thấy cậu đưa một cô gái khác vào khách sạn. Con gái tôi nó đã khóc hết nước mắt. Ngày sáng hôm sau, bố con tôi vào nhà cậu thì mẹ cậu đuổi bố con tôi không thương tiếc. Cậu nói xem, cậu có xứng đáng làm con người hay không? Nhật lúc này như người mất hồn, anh quỳ gục xuống mà khóc lóc thảm thiết. Mọi người xung quanh nhìn thấy thì đều nói to nhỏ mà không biết có chuyện gì xảy ra với bọn họ. Cậu khóc sao? Cậu có khóc 1001 lần thì nỗi đau trong lòng con gái tôi cũng không vơi đi được. Bà Hy từ phòng bác sĩ chạy đến. Bà không còn để ý đến con rể đang quỳ ở đó mà vội nắm lấy tay của ông Thiên. Ông ơi, con mình bác sĩ bảo sợ nó sẽ di căn lên não nên cần làm phẫu thuật tiếp. Bác sĩ bảo là cần cả 100 triệu ông à. Ông Thiên nghe vậy thì tay đập lên trán mình mà ngã ngồi xuống dưới ghế. Vợ chồng ông đã xay cả 2 lần phẫu thuật, cắt bỏ hai bên ngực cho con gái hết cả 100 triệu, là cả tấm bìa đỏ mà ông đã cầm cố. Giờ mà thêm cả 100 triệu nữa thì ông bà biết lấy đâu ra đây. Bà Hy ngồi cạnh ông Nhật mà ôm lấy tay chồng than khóc.
Mỹ ơi là Mỹ, sao mà con khổ thế hả con? Nhật bên cạnh vội vã nắm lấy tay bà Hy mà nói, mẹ, con có tiền, con sẽ để vợ con thực hiện ca phẫu thuật này. Chỉ cần vài ngày nữa thôi, con sẽ có tiền, con sẽ để vợ con khỏe lại. Ông Thiên lôi tay Nhật ra mà quát, tôi không cần, gia đình tôi không cần cậu phải bận tâm, tôi lo được. Bà Hy vội lên tiếng, kìa ông, mình còn đồng nào đâu chứ. Ông suy nghĩ lại đi, dù gì chúng nó cũng là vợ chồng với nhau mà. Ông Thiên nét mặt buồn bã mà buông tay Nhật ra. Đúng, ông bà chả còn gì có thể lo cho con gái. Ngày con gái đi lấy chồng, miếng đất gần nhà ông cũng đã bán đi để cho vợ chồng nó làm ăn. Giờ ông không còn gì để mà cho con chữa trị. Nhật hiểu ý nên vội nắm chặt lấy tay ông Thiên mà nói, bố, đợi con bán đi cái xe mà vợ chồng con đã dành dụm mà mua, con sẽ chữa bệnh cho vợ. Nhật nói rồi vội chạy về mà chuẩn bị thủ tục để bán đi chiếc xe hơi mà nhờ tiền vốn nhà vợ và tiền anh và vợ giành được mà mua. Nay vì vợ ốm nặng nên anh đành bán nó đi. Điện thoại anh bỗng reo lên, là số của Hoa, nhân tình của anh. Hoa gọi đến nói là muốn gặp anh và báo cho anh một chuyện. Nhật cự tuyệt vì sợ anh rất vội, nhưng rồi Hoa thông báo là cô đã mang thai giọt máu của anh, nên anh đành đồng ý gặp. Hoa vui mừng thông báo là đã có con với anh. Nhật không nghi ngờ gì, vì anh biết Hoa không phải là người lăng nhăng hay hư hỏng. Anh biết cô có tình cảm với mình, nhưng thật ra anh không yêu cô, mà là chỉ say sầu khi vợ anh rời đi. Nhưng Hoa vẫn yêu cầu anh đưa cô đi xét nghiệm ADN. Nhật cũng đồng ý vì anh cũng quen một người bác sĩ ở nơi ấy, nên kết quả sẽ có trong một tuần lễ. Trong vòng một tuần ấy, Nhật vẫn đến thăm Mỹ vì cô cần sức khỏe để tiếp tục phẫu thuật, cho nên cũng chưa đến ngày làm phẫu thuật. Qua đến tuần thứ hai thì viện phí phải đóng nên bà Hy cũng nói cho Nhật biết để anh lo liệu. Mọi chuyện sẽ không có gì khi mà kết quả xét nghiệm lại đúng là con của anh. Và rồi mọi chuyện cũng đến tay bà Hai nước rửa. Bà bắt anh phải ly hôn Mỹ và chuẩn bị mọi thứ để qua nhà Hoa dạm hỏi. Nhật cũng đắn đo suy nghĩ vô cùng. Nhưng anh thấy nhiều lần anh đến thăm thì Mỹ đuổi anh về. Hình như cô ấy đã hết tình cảm với anh rồi. Giữa con anh, một tinh linh bé nhỏ mà anh hằng mơ ước, hay là một người vợ đắt đầu ấp tay gối với anh suốt 2 năm qua, nó khó chọn quá. Anh nhìn trước mắt, mẹ anh vui vẻ vì Hoa cũng là người con dâu mà mẹ anh thích. Anh lại suy tưởng về gia đình hạnh phúc của mình sẽ được gọi một tiếng bố. Và rồi Nhật quyết định mọi thứ để qua dạm hỏi Hoa, người tình đang mang thai đứa con của mình. Vì ly hôn cần thời gian giải quyết nên Nhật cũng chưa được cưới, chỉ là thư chuyện hai bên để qua lại thân mật. Ngày hôm ấy, bà Hy sốt ruột vì đã trễ ngày đóng tiền viện phí cho con gái rồi mà Nhật vẫn chưa đến. Khi thấy Nhật đến, bà mừng vui tưởng con mình sẽ được cứu sống. Nhưng không phải. Nhật chỉ ra trên giường bệnh đơn ly hôn và bắt buộc Mỹ phải ký vào đó. Mỹ mệt mỏi mà không còn muốn khóc thêm nữa. Cô trả lời, tôi đồng ý, nhưng tài sản thì chia đôi. Nhật đáp, đó là căn nhà mà mẹ tôi mua, tôi không phải chủ. Mỹ gật đầu. Thế còn chiếc xe, bố mẹ tôi đã cho tôi làm vốn. Nhật bật cười mà đáp, chiếc xe, cô đâu có đứng tên, cô không có gì cả. Mỹ mỉm cười, vậy tôi không ký. Nhật bực tức mà đập bàn, cô phải ký, tôi và cô phải kết thúc thì tôi và Hoa sẽ lấy nhau được. Mỹ cố bật cười thành tiếng mà đáp, anh còn con của mình nữa mà. Nhật giật mình mà hỏi, sao cô biết? Mỹ đáp, cô ấy đã đến đây và nói cho tôi biết mọi chuyện, đã đưa tôi một số tiền để khuyên tôi ngoan ngoãn ký vào đơn. Nhưng tôi không ký thì anh làm gì tôi? Nhật đứng dậy, cô... Hai tay anh nắm chặt vào với nhau và cặp mắt anh đỏ lửa. Nước mắt của Mỹ khẽ nhẹ rơi vì chưa bao giờ cô thấy anh tức giận như thế. Đã 2 năm chung sống, chưa bao giờ anh như vậy. Hôm nay vì đứa con của anh
mà anh lại tức giận với cô như thế. Nhật quát to: "Tôi nói cho cô biết, tòa án có thể giải quyết được, nhưng vì phía gia đình vợ con, tôi cần cô đồng ý đàng hoàng. Nếu không, tôi không cần đến đây." Mỹ đưa tay về hướng cửa phòng mà nói: "Mời anh về cho." Nhật không chịu về, anh chạy lại mà ghì lấy tay của Mỹ, khiến cô đau đớn mà dãy rủa. Lúc này là buổi trưa nên trong phòng mọi người đã đi ăn cơm, còn lại mình Nhật và Mỹ. Anh nhanh chóng dùng khăn lau mặt mà nhét vào miệng Mỹ, tại anh khống chế tay cô mà ký vào tờ giấy ly hôn ấy. Nhật bỏ mặc Mỹ đang nức nở khóc, mệt nhoài nằm đấy. Anh vội chạy về nhà mà đưa tờ giấy cho gia đình vợ sắp cưới để cam đoan lời anh nói là thật. Tờ giấy sau khi đọc xong, Nhật cẩn thận cất đi. Tờ đơn ly hôn với chữ ký nhòe đi của người vợ. Là cô khóc sao? Cô khóc vì cả thanh xuân của mình đã dành sai chỗ. Sau khi biết là con mình bị đối xử như thế, thì ông Thiên lại chạy đến nhà Nhật để tính sổ. Ông gặp bà Hai và con dâu mới đang ở nhà. Hai người buông ra những lời nặng nhọc và đuổi ông ra khỏi nhà. Ông Thiên đành buồn bã mà lủi thủi đi về. Ông buồn vì mình không lấy lại được những gì của con gái, buồn vì mình là một người cha vô dụng. Màn đêm buông xuống, một người đàn ông lớn tuổi đi bộ cả chục cây số để về lại bệnh viện. Ông nhìn những người ngồi ngay vỉa hè ăn tô hủ tiếu mà bụng ông nó cứ sôi lên sùng sục. Họ đúng là sướng thật. Trần ông định bước đến mà gọi một tô, nhưng rồi nghĩ đến con gái rất cần tiền nên ông đành thôi. Đến một quán ăn có đề bảng là thuê người làm, ông bước vào xin việc. Vì họ thấy ông nghèo mà tội nghiệp nên nhận ông vào bưng bê rửa bát. Kệ, có được đồng nào cho con sống ngày ấy thì càng tốt. Đối với ông như thế là tốt lắm rồi. Hai bát phở được bưng ra đến bàn ngoài cửa, thì một tiếng cười chế giễu và giọng nói của cô gái cất lên: "Trời ơi, tưởng làm gì chứ bưng bê phục vụ à bố già?" Ông Thiên ngẩng đầu nhìn thì thấy gia đình Nhật đang ngồi trên bàn mà nhìn mình. Cô Hoa thì đang cười đều mà nhìn mình. Ông Thiên vội bưng ba bát phở xuống bàn, rồi không nói gì mà bước vào trong. "Phục vụ, tính tiền." Ăn đã xong nên Hoa gọi tính tiền. Vì đang bận nên chủ quán và ông Thiên ra tính tiền. "Của mọi người hết 90.000. Nhật rút ra tờ 100.000 mà nói: "Khỏi thối." Bà Hai cười sặc sụa mà chen vào: "Coi như bố thí." Ông Thiên nhanh chóng trả tiền thừa mà nói: "Đúng ra phải là tôi bố thí cho cậu mới đúng." Bà Hai đứng dậy đập bàn mà quát mắng. Ông Thiên chỉ đáp lại: "Rồi gia đình bà sẽ gặp quả báo thôi." Ông quay trở vào để lại bà Hai đang tức giận. Bà không vừa mà lấy điện thoại gọi cho ai đó rồi mới rời đi. Vì thương hoàn cảnh và sự nhanh nhẹn của ông nên chủ quán dặn ông mai đến đây làm tiếp. Ông vui vẻ mà nhận tiền ra về. Đã gần 12 giờ khuya nên con đường nó vắng vẻ lắm. Ông Thiên đang đi bộ để đến bệnh viện. Chỉ còn hơn một cây số nữa là tới nên ông cứ từ từ đi. Chân của ông cũng đã sưng lên vì bệnh viêm khớp. Thì bỗng dưng từ đâu một chiếc xe máy lao vào ông cái ầm, đâm mạnh khiến ông ngã xoài trên mặt đường. Đầu đập mạnh xuống đường, máu bắn tung tóe mà thoi thóp nằm đó. Người ngồi trên xe vội bước xuống, tại anh ta sờ lên mũi của ông Thiên mà giật mình rút tay lại. Tên này hoảng sợ, leo lên xe chạy đi mất hút. Hắn dừng lại nơi khu vắng vẻ mà gọi điện cho ai đó: "Chị Hai ơi, lão ta chết rồi." "Cái gì?" Bà Hai nằm trong phòng mà hét lên. Bỗng bà trở nên bối rối: "Tao bảo mày đụng nhẹ để cảnh cáo lão thôi mà." Thằng đệ lúc này mếu máo mà đáp: "Chứ em đụng nhẹ rồi, mà lão này yếu quá." Bà Hai cũng không biết nói gì thêm, vội cúp máy. Bà chuyển tiền vào tài khoản nó, rồi chỉ biết chờ đợi xem mọi chuyện nó ra thế nào, rồi tính tiếp vậy. Bà Hi khóc nghẹn khi đêm ấy bà không ngủ được, ngồi ngoài hành lang đợi ông Thiên về. Khi xe cấp cứu đưa đến một người đàn ông mặc bộ đồ giống chồng bà, thì bà vội chạy theo, hoảng hồn khi thấy ông Thiên nằm trên băng ca, máu me khắp người.
Bà vội chạy theo thì bị ngăn lại. Quá xúc động nên bà hy cục xỉu ngay tại chỗ và được đưa vào phòng cấp cứu. Xa xa dưới tán cây bàng, một bóng người đàn ông mờ ảo đang đứng lấp ló ở đó mà nhìn vợ mình đang được đưa vào phòng cấp cứu. Còn con gái thì vẫn nằm trong giường bệnh mà cố gắng vượt qua những cơn đau dữ dội. Xác của ông Thiên được một số người quen trong xóm mang về mà lo hậu sự. Hai ông bà không có anh em họ hàng thân thích, nên giờ bà Hy không đủ sức thì may mắn vẫn còn hàng xóm giúp đỡ. Mỹ thì được các y tá và bác sĩ chăm sóc. Cô rất nóng lòng khi không biết có chuyện gì mà bố mẹ mình không đến. Sau một thời gian, bà Hy xuất hiện về nhà, thì lúc này chồng bà đã được yên nghỉ dưới nấm mồ đàng hoàng. Bà cũng đỡ tủi thân phần nào đó, nên cũng quay trở lại với con gái đang nằm trong bệnh viện. Mấy ngày nay, bệnh tình của Mỹ càng trở nên trầm trọng. Cô được các nhà hảo tâm giúp, nhưng cũng chỉ đủ chi phí chống chọi từng ngày mà thôi. Mẹ cô vẫn giấu chuyện bố mất vì sợ ảnh hưởng đến sức khỏe của con gái. Bà chỉ bảo bố đi làm để kiếm tiền chữa trị cho cô. Tuy chưa chính thức là vợ chồng, nhưng Hòa đã dọn hết tất cả về nhà Nhật ở. Cô còn mua riêng cho mẹ anh một căn nhà gần đó. Vì cô biết mẹ và bố anh đã ly dị, nên bà cũng cần có bước tiến triển thêm của mình. Phần về Nhật, anh cũng dần quên đi mọi thứ, quên đi người vợ cũ để tiếp tục một cuộc sống mới, để sẵn sàng chào đón đứa con của mình. Cái người thanh niên hôm đụng trúng ông Thiên đã ra tự thú. Hắn ta luôn bị ám ảnh trong giấc mơ, luôn thấy ông đầu toác vỡ, người ngậm máu me mà trở về tìm hắn. Hắn không thể nào sống yên ổn nên đã ra tự thú rằng hôm ấy mình đã có hơi men cho nên đụng trúng lão, chứ vẫn giấu đi số tiền cả gần 100 triệu mà bà Hai đã đưa cho hắn. Bà Hai một mình ung dung nơi căn nhà mới mà con dâu tặng. Bà bắt đầu nhàn hạ mà tiếp tục cuộc sống với những phi công trẻ của mình. Chỉ có điều là dạo này bà thấy mọi thứ lạ lắm. Đồ đạc trong nhà như có ai đó tiện tay mà giấu đi vậy. Phi công trẻ của bà cũng đã sợ hãi mà không dám đến nhà bà để ngủ qua đêm nữa. Vì họ nói trên trần nhà bà có một người đàn ông, người ngậm dính đầy máu, với cặp mắt to trắng dã, cứ thế mà nhìn họ, khiến cho họ hoảng sợ không dám đến nhà bà Hai nữa. Bà Hai đã suy nghĩ rất nhiều đến ông Thiên, nên mạo muội mà mời ông thầy lang lên giúp đỡ. Và rồi chỉ trong một đêm, hồn ma của ông Thiên đã bị bắt và bị ông thầy lang đánh cho đến khi hồn phách vỡ vụn thì bà Hai mới hạ lòng hạ dạ. Bà Hai vui vẻ tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc, nhưng không. Sau một tuần thì Mỹ đã không còn chịu đựng được nữa. Cô thấy thân thể mình như không còn một chút sức lực nào cả. Biết là mình sắp không qua khỏi, cô mới gọi mẹ đến và nói: "Mẹ định giấu con về bố đến khi nào?" Bà Hi ngạc nhiên mà hỏi: "Sao con biết?" Mỹ yếu ớt mà trả lời: "Hơn một tuần trước, bố đã về với con và nói hết sự thật rằng bố đã mất. Bố muốn mẹ ở lại mà cố gắng sống. Vì bố bảo sẽ đón con vào một ngày không xa. Ngày ấy đã đến, nhưng sao bố chưa đến?" Bà Hy nghe đến đây thì bật khóc dữ dội. Bà biết rằng ông đã về và biết được con gái sẽ không sống được bao lâu. Mỹ thấy mẹ khóc, chỉ có thể nắm lấy tay mẹ mình mà mỉm cười thay cho lời an ủi: "Mẹ, bố đã dành hết tình cảm cho mẹ, cho con, thì ông cũng đã mãn nguyện lắm rồi. Mẹ đừng khóc. Chỉ có con là ngu ngốc, biết rằng họ không cần nhưng vẫn cứ nhớ về họ. Để đến bây giờ con sắp nhắm mắt cũng không gặp được họ." Bà Hy nghe thế vậy thì vội chạy ra ngoài mà gọi điện thoại cho Nhật. Bà biết con bà không qua khỏi ngày hôm nay nên xin cậu ta đến gặp con gái lần cuối. Đầu dây bên kia, Nhật đang do dự thì Hoa đã cướp máy mà chửi rủa. Bà Hy vội tắt máy mà đi vào trong. Thấy con gái mình, bà cố lau đi cái giọt nước mắt đang vương trên đôi gò má. "Mẹ, họ bỏ rơi con rồi mà, mẹ không cần phải van xin. Giờ phút này, con chỉ muốn mẹ bên cạnh con thôi." Bà Hy hiểu mà túc trực bên con gái những giây phút cuối cùng. Mắt của Mỹ lúc này đã mở đi rất nhiều. Cô không còn được thấy cái mái tóc bạc của mẹ, không còn thấy rõ cái lưng còng hay cả khuôn mặt đầy nếp nhăn của mẹ. Nước mắt cô cứ thế trào ra. Cô khóc vì cô chả còn nhìn rõ mẹ.
cô khóc vì cô trách mình ngu si dốt nát. Giờ phút này còn mong anh ở ngay bên cạnh cô. Mỹ chợt nhớ đến đứa con mà cô đã từng mang, nhưng vì những lời nói vô ích mà cô từ bỏ nó. Để giờ người sinh con cho anh không phải là cô, mà là cô ta. Là cô ta từ đâu cướp lấy hạnh phúc của cô một cách trắng trợn như thế. Ý chí trong đầu Mỹ bỗng nhiên trỗi dậy. Cô tự nhủ rằng mình không được chết. Mình phải đấu tranh với căn bệnh quái ác này. Phải sống, sống để trả thù, sống để phục dưỡng mẹ mình. Mỹ bắt đầu lên cơn thở dốc và nhịp tim đập loạn xạ. Mẹ cô vội gọi bác sĩ và cô được chuyển vào phòng cấp cứu. Nhưng đã quá muộn. Họ đã cố gắng nhưng chỉ nghe Mỹ dùng hơi thở cuối cùng mà thì thào rằng: "Tôi không chết, không chết, tôi không được chết." Họ đắp chiếc chăn trắng qua đầu của Mỹ rồi chuyển cô đến nhà xác. Bà Hy chỉ có thể đứng đó rồi dần dần ngã quỵ. Một lần nữa bà lại ngất đi mà không còn biết gì nữa cả. Chiều hôm ấy bà Hy tỉnh dậy và nhận xác con gái, đưa về quê để chôn cất. Mọi người lại một lần nữa đến giúp đỡ mà lo hậu sự. Nhật đang ở nhà, tối nay anh ở một mình nên chỉ ăn qua loa rồi chợp mắt đi ngủ. Bỗng anh nghe thấy tiếng cửa sổ phòng như bị ai đó kéo ra vậy. Nhật vẫn còn mơ màng, anh cảm nhận rõ ràng một luồng gió lạnh thổi vào khiến anh rùng mình mà cuốn tròn lấy cái chăn. Anh nhìn ra phía cánh cửa sổ thì không thấy gì, chỉ nghĩ là mình quên đóng cửa nên giờ nó lùa vào. Vì khá lười, ấy cho nên là anh mặc kệ gió mà tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Một bóng trắng lướt qua trước mặt của Nhật khiến anh như cảm nhận được mà vội mở to mắt ra. Chả có gì, bên trong phòng tối đen kia là một khoảng trống. Nhật tiện tay với bật cái đèn ngủ lên rồi tiếp tục ngủ. Đèn ngủ phòng anh rất sáng nên có thể quan sát được mọi vật trong phòng. Ầm một tiếng, bức ảnh chụp Nhật và Hoa để trên bàn trang điểm cũ của Mỹ rồi bộp xuống đất, khiến cho tấm kính của bức ảnh vỡ toang. Nhật vội ngồi dậy mà bật sáng bóng trong phòng, phát hiện bức ảnh đang úp xuống dưới đất. Khi anh nhặt lên thì đến cả hình cũng bị nhòa đi không rõ mặt. Nhật thắc mắc mà không hiểu vì sao lại thế. Anh tiện tay kéo cánh cửa mà đóng vào cho gió khỏi lùa vào. Anh tiếp tục tắt đèn đi ngủ. Đang thiêu thiêu chỉ vào giấc ngủ thì tiếng tắc kè từ đâu lại kêu lên từng tiếng. Nhật giật mình mà thức, anh lẩm bẩm: "Mẹ kiếp, sao đêm nay khó có giấc ngủ ngon vậy?" Nhật tỏ ra bực tức mà chùm chăn kín mít qua đầu. Bỗng anh cảm nhận thứ gì đó đang bò trên hai ống chân của mình. Anh vội tung chăn ra thì điếng hồn khi thấy gương mặt xấu xí của Mỹ. Cô đang nắm lấy hai ống chân của anh mà nhìn anh. Ánh mắt cô lồi ra như muốn lọt cả ra mà trắng dã nhìn Nhật. Những vệt máu đỏ hẳn lên trên khuôn mặt của Mỹ, phọt ra những tia máu ướt đẫm cả ga nệm, khiến cho Nhật hoảng hốt mà phải hét toáng lên. Anh vội bật dậy mà bật sáng chừng bóng điện, nhưng dường như những vệt máu trên ga cũng bị thấm hút mà không thấy dấu vết. Là ảo giác sao? Nhật xoa xoa lấy đầu mình mà nhìn mọi thứ. Anh đã kịp vớ lấy cái kính nên nhìn mọi thứ xung quanh rất rõ. Chả có dấu vết gì cả. Đến cánh cửa sổ cũng đang đóng, chỉ hở một chút mà thôi. Nhật lại tắt điện để đi ngủ. Anh suy nghĩ có phải mình không đến để nhìn mặt cô ta lần cuối rồi mình ấn tượng sao? Khi cô ấy chết thì người bạn bác sĩ cũng đã báo cho Nhật biết nên anh cũng biết. Anh suy nghĩ rất nhiều và ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Sáng sớm ngày hôm sau, khi mọi người còn đang lo mọi thứ cho Mỹ thì một người đàn ông bước vào, tay cầm bó hoa hồng màu đỏ là thứ hoa mà Mỹ thích nhất. Anh bước đến mà đặt bó hoa trước di ảnh của Mỹ, sau đó tiện tay thắp cho cô nén nhang. Vẻ mặt người con trai mang kính cận u buồn, anh ta không làm gì khác ngoài đứng đó mà nhìn người vợ cũ của mình. Bà nén nhang anh đã cắm bỗng bùng cháy dữ dội mà bốc khói nghi ngút. Nhật hoảng sợ há hốc miệng mà chỉ biết nhìn nén hương đang lụi tàn dần đi. Tấm di ảnh của Mỹ đang nhếch miệng cười, hai dòng máu trên đôi mắt trào ra, khiến cho Nhật hoảng sợ mà không nói được lời nào. Tay chân anh buồn rộn mà chỉ biết đứng im tại chỗ, đờ mắt ra mà nhìn di ảnh của Mỹ. "Thằng khốn nạn, mày cút đi."
Bà Hy từ dưới bếp đi lên bắt gặp Nhật thì vội lao vào mà đánh đuổi anh. Câu chửi mắng của bà Hy như kéo anh về hiện tại. Khi anh quay lại tấm di ảnh của Mỹ thì anh thấy mọi thứ nó bình thường trở lại. Nhật mặc kệ bà Hy đang cào cấu mình, khẽ cúi đầu bái lại Mỹ một lạy. Mọi người chạy vào căn ngăn bà Hy thì đều giật mình khi tận mắt chứng kiến tấm di ảnh trên bàn thờ Mỹ úp mặt xuống bàn. Họ dừng mọi thứ lại mà nhìn lên trên bàn thờ, sau đó nhìn bà Hy rất muốn nói điều gì đó với bà. Bà hiểu ý mà đi lại đỡ tấm hình lên rồi thắp cho con gái nén nhang mà khấn vái. Mẹ biết rồi, con yên tâm, mẹ đuổi nó đi liền. Bà quay lại về phía Nhật mà nói gắt gỏng. Phiền cậu đi cho. Tiếng bà Hy vừa dứt thì đâu đó ngoài cửa nhà bà, một đám người lạ mặt lao vào. Chúng nó đập phá hết đồ đạc trong nhà, kể cả những lãng hoa chúng nó cũng đập. Ai có mặt ở đó can ngăn, nhưng chúng cũng không thương tiếc mà đập lại. Cho đến khi mọi thứ như bãi chiến trường thì chúng nó mới lên xe ô tô mà rời đi. Bà Hy mệt nhoài khi từ nãy giờ chạy lăng xăng mà can ngăn chúng. Bà nhìn mọi thứ hỗn độn mà ngất đi ngay giữa nhà. Mọi người vội mang bà đi cấp cứu, rồi một số người ở lại mà dọn dẹp mọi thứ. Nhật cũng ra về. Anh trầm ngâm mà chạy bước trên con đường làng, nơi mà anh cùng Mỹ đã từng đi. Bao nhiêu kỷ niệm nó lại ùa về, khiến cho lòng Nhật có chút áy náy với lương tâm của mình. Ở một căn phòng sang trọng, bà Hai nước rửa cùng con dâu là Hoa đang ngồi mà bàn tính chuyện gì đó. Bỗng Hoa nhận được cuộc điện thoại. Cô nghe máy thì hoảng hốt mà vội tắt máy. Cô nhìn mẹ chồng mà nói. Mẹ, bọn nó trên đường trở về đây. Chiếc xe ô tô 7 chỗ gặp tai nạn lật hết rồi. Giờ sống chết thế nào không biết. Bà Hai nghe đến đây thì giật mình mà hoảng hốt. Đấy, mẹ linh tính là cái con quỷ cái này nó chết, nó cũng không để yên cho gia đình mình đâu. Thôi, để mẹ gọi thầy Lang. Cả ngày hôm ấy Nhật không về nhà. Anh cứ thế mà chìm đắm trong men say để quên đi mọi ký ức mà anh đã từng trải. Thầy Lang tay cầm tờ giấy sinh thần bát tự của Mỹ mà bắt đầu chiêu hồn cô. Hai mẹ con bà Hai ngồi trong trận pháp mà thầy đã vẽ nên rất an tâm mà nhìn mọi thứ sắp diễn ra. Một lúc sau thì tiếng gió ngoài cửa bỗng rít lên, một bóng hình bay vào mà đáp trước mặt ông thầy Lang. Mọi người đều thấy rõ là Mỹ. Cô nhìn gầy gò, xanh xao đến đáng sợ, đặc biệt là cặp mắt chiếm nửa xà gương mặt, khiến cho mặt cô càng thêm phần kinh dị. Ông thầy Lang quát to. Cái con quỷ cái kia, mau theo ta về âm phủ nhận tội. Mỹ bật cười khanh khách mà nhìn ông thầy. Cô khinh thường mà hừ mạnh một tiếng. Cái lão ham tiền mà độc ác như ông mới phải nhận tội. Còn tao, tao có làm gì chúng mày đâu. Cô chỉ tay về phía mẹ con Hoa đang run rẩy sợ hãi mà nói tiếp. Tao có làm gì chúng nó đâu, mà chúng nó cho người đến đập phá đám tang của tao. Ông thầy Lang hét to. Câm mồm, mới chết mà oán niệm đã ngút trời. Mỹ lại cười lên điên dại mà trả lời. Nhờ, là nhờ tất cả chúng nó, lão già. Ông thầy Lang tức giận mà rút trong túi ra tấm linh phủ niệm chú, ném thẳng về phía Mỹ. Mỹ vội đưa tay ra mà chụp lấy tấm phủ, thì một cây kiếm gỗ đâm xuyên qua lòng ngực của cô. Máu từ đó mà tuôn trào dữ dội, dòng máu đen bầm tanh hôi chảy ra ướt đẫm cả sàn nhà. Nhưng cô vẫn nắm lấy cây kiếm, mặc kệ cho hai bàn tay đã bị nướng khét khi chạm vào thanh kiếm gỗ. Rắc một tiếng, Mỹ gồng mình mà bẻ gãy thanh kiếm. Ông thầy Lang ọc máu mà chết ngay tại chỗ. Ông chết mà không kịp ngáp, đôi mắt trợn to bị Mỹ móc ra mà bỏ vào miệng nhai ngon lành. Hai mẹ con bà Hai thấy vậy thì sợ hãi mà hét toáng lên. Hoa vội bỏ bà Hai mà chạy đi trốn. Nhưng các cánh cửa trong nhà dường như đã bị khóa trái. Cô đành gọi điện cho người đến cứu và tìm đường trốn ra ngoài. Bà Hai cũng bỏ chạy, nhưng chậm một bước bị Mỹ túm lại mà siết chặt cổ. Cô nghiến răng mà nói. Con mụ đàn bà ác độc, bà cho người hại bố tôi.
Bà Hai định phân bua, nhưng sắc mặt bà đã tím tái lại mà trợn mắt tắc thở. Mỹ thả bà ta xuống mà dần dần bước lên trên tầng 2. Hòa đang đứng trên sân thượng mà nhìn xuống dưới, mong có người cứu. Cô bỗng điếng hồn khi cái khuôn mặt vảnh lên những tia máu đỏ đang áp sát, trợn mắt ngay trước mặt cô. Tiếng rít từ con quỷ trước mặt vang lên. Tao có thủ án gì với mày mà mày cho người phá đám tang của tao? Hoa hoảng sợ mà xua tay. Không, đồ bẩn thỉu, mày chết rồi. Anh Nhật là của tao, của tao. Mày không còn gì nữa, mày chết rồi, chết rồi. Mỹ bóp lấy cổ của Hoa mà hét lên. Tao chưa chết. Cô hất mạnh Hoa từ trên lan can xuống dưới đất, kết liễu cuộc đời của cô ta. Nhưng trong giây phút cuối, Mỹ chật lao đi mà đỡ cho Hoa sát đất rồi mới buông tay. Vì trong khoảnh khắc, cô nghĩ đến đứa bé mà Hoa đang mang trong bụng, một sinh linh bé nhỏ. Mỹ rời đi, cô bay đến nơi của Nhật. Anh đang bí tỉ mà nằm trên vệ đường, miệng không ngừng nói nhảm. Nó chết rồi, là nỗi của nó, không phải mình, cần gì phải suy nghĩ. Mỹ ngồi xuống ngay bên cạnh Nhật mà nói. Giá ngày đó anh giữ lời hứa cứu sống tôi, giá anh có thể làm chủ bản thân, thì mọi chuyện đâu như thế này. Nhật quay sang thấy Mỹ. Cô lúc này không đáng sợ nên chỉ nói. Cô chết rồi mà, biến khỏi cuộc đời tôi đi. Mỹ lắc đầu. Em không chết. Trong giây phút cô cảm thấy tình cảm của mình lại dạt dào. Cô muốn buông tha cho anh, người cô rất thương. Nhưng Nhật lại nói. Đồ ma quỷ, mày chết rồi, cút đi, tao còn con của tao nữa, cần gì mày? Mỹ nghe đến đây thì thay đổi sắc mặt, khuôn mặt quỷ dữ lại hiện về. Cô lớn tiếng. Không, tao không chết, chúng mày làm tao phải chết. Lũ chúng mày khốn nạn phải chết, phải chết hết. Sáng hôm sau, người ta phát hiện một thi thể của một người đàn ông bị moi cả ruột gan phèo phổi mà vứt sang một bên đường. Cặp kính cận vẫn y nguyên mà đeo trên đôi mắt đã bị móc ra lủng lẳng hai bên tai. Mọi người cũng đưa Mỹ về nơi an nghỉ cuối cùng. Bác sĩ thông báo Hoa chỉ sống đời sống thực vật để nuôi đứa con đang lớn dần trong bụng mẹ. Một sinh linh bé nhỏ vô tội sẽ không bao giờ phải chết, cho dù bố mẹ nó có làm điều gì ác đến cỡ nào đi chăng nữa, thì đứa trẻ vẫn vô tội. Quý vị vừa đón nghe xong một câu chuyện ngắn của tác giả Đào Thị Tuyết Nhung. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đón nghe thêm một câu chuyện nữa của tác giả Hoàng Chi, lần đầu tiên hợp tác với kênh Người Dẫn Đường Quê Âm. Quý vị cùng đón nghe toàn bộ câu chuyện này chắc trong vòng khoảng một tiếng đồng hồ quý vị nha. Ngân và Hải là đôi bạn lớn lên từ nhỏ. Nhà của cả hai chỉ cách nhau một cái mương. Ngân là một cô gái đẹp có tiếng ở trong xóm. Năm nay cô vừa tròn 19. Bao nhiêu người đánh tiếng để cưới cô cho con trai họ, nhưng cô đều từ chối, vì trong lòng cô từ lâu đã có hình bóng của người bạn lớn lên cùng mình. Thêm ba cô ông Nghĩa cũng rất kén. Ông muốn con rể mình phải là người sang giàu có học thức thì mới xứng với con gái mình. Hải là con trai trong một gia đình nghèo. Ba anh mất sớm, một mình mẹ anh phải cắn đáng mà nuôi anh khôn lớn. Hải được học bổng của trường nên phải lên thành phố đi học xa. Nhưng anh vẫn không quên lời hẹn ước với Ngân. Tuy biết Ngân là tiểu thư cành vàng lá ngọc, biết bản thân chỉ là chiếu rơm, nên anh luôn cố gắng để thành tài, để trở về hỏi cưới cô. Ngoài giờ học, Hải còn đi làm thêm để kiếm tiền trang trải cho việc học đỡ đần cho mẹ. Anh đi phụ quán nước, rồi cả chạy xe ôm vào những buổi tối. Nhờ có chiếc xe cà tạng cũ kỹ của người họ hàng xa cho làm phương tiện, nên cũng giúp anh đỡ đần phần nào. Sau bao nhiêu ngày ăn uống tiết kiệm, cố dành dụm tiền, anh cũng đã mua được cho Ngân chiếc nhẫn bạc.
anh định đợt Tết này về sẽ tặng Ngân. Dù cô hay nói anh cứ để tiền mà ăn học, đừng mua gì cho cô cả. Vì cô không thiếu thứ gì hết, nhưng anh vẫn muốn tặng gì đó cho cô. Anh biết khi yêu anh, cô đã thiệt thòi nhiều. Vào lúc người ta đã đi ngủ hết, màn đêm vắng lặng, thì anh cùng chiếc xe cà tàng của mình mới về đến phòng trọ. Dù đang mệt nhưng chưa vội ăn uống để nghỉ ngơi, thì anh lại lấy chiếc nhẫn ra ngắm nghía. Khi nghĩ đến dáng vẻ hạnh phúc của Ngân, thì mọi ưu phiền mệt mỏi của anh đều tan biến. Nhưng vào cái ngày định mệnh đã cướp đi bao hoài bão lẫn ước mơ của chàng trai trẻ. Thường thì vào những ngày gần Tết, tiết trời rất lạnh, ngoài đường thưa thớt người qua lại, mặc trên người bộ đồng phục đi học đã sờn màu, chưa kịp thay thì anh đã vội vã đi chạy xe. Trời lạnh như cắt da cắt thịt, nhưng anh lại mặc trên người bộ quần áo rất mỏng manh. Nhiều người cùng chạy xe ôm như anh đều đã về sớm, nhưng anh thì vẫn ráng bám trụ giữa khí trời khắc nghiệt này để cố kiếm thêm vài cuốc xe nữa rồi mới về. Nhưng khi vừa ra ngã ba, bất ngờ một chiếc xe tải mất thắng lao tới đâm thẳng vào anh. Chiếc xe bẹp dí, còn anh thì văng lên không trung, sau đó cả người đập mạnh xuống đường. Kỳ lạ một điều, trên người anh không hề chảy ra một giọt máu nào, cứ nằm im y như người đang ngủ. Mọi người đi đường liền dừng lại xem, họ cho là anh không sao vì không thấy máu chảy ra. Nhưng một người dường như là bác sĩ cũng đang đi trên đường thấy tai nạn nên cũng muốn giúp. Sau khi xem qua tình trạng của anh thì ông nói là anh đã chết. Ai ai nghe xong cũng phải sợ hãi, đa số là không tin vì trên người anh không hề có một vết thương. Nhưng người bác sĩ khẳng định như vậy. Sau đó người bác sĩ nói để chắc chắn thì sẽ đưa anh vào bệnh viện, sau đó sẽ báo cho người có chức trách để xử lý. Ngân ở nhà luôn mong nhớ về người thương. Dù ba mẹ cấm cản không cho cô quen anh vì chê bai gia đình của anh, nói anh nghèo rồi cô sẽ khổ, nhưng không vì vậy mà cô từ bỏ tình yêu với anh. Hôm trước nhận được thư, anh bảo Tết này về sẽ có quà cho cô, nên Ngân luôn mong ngóng từng ngày. Cô biết anh đi học lại làm thêm rất cực khổ, nên cô lúc nào cũng dặn anh đừng mua gì cho cô cả. Nhưng khi nghe anh nói vậy thì cô vẫn mang lòng trông đợi lắm. Lúc này tầm 7 giờ tối, trong nhà cha mẹ của cô thì đang ngồi uống trà xem tivi, còn Ngân thì cũng ngồi bên cạnh. Lúc này cô nghe như có tiếng ai ở bên ngoài kêu mình. Ngân ơi! Nghe giống như tiếng của Hải, cô liền đứng dậy đi ra. Thì cô thấy đúng là anh. Hải trong bộ đồ đi học, quần tây đen cùng với áo sơ mi trắng có phần đã bạc màu. Anh đứng nhìn cô mỉm cười, còn Ngân thì thấy anh về vui mừng hỏi. Anh về lúc nào, sao không cho em hay? Hải chỉ im lặng nhìn cô. Ngân thấy anh có hơi khác với những lần về trước đó, nhất là anh không dám vào nhà cô như thế này. Ngân định đi đến ôm lấy anh thì giọng nói âm lãnh vang lên. Em đừng đến đây, anh chỉ về thăm em chút rồi sẽ phải đi xa ngay. Ngân nghe vậy thì lo lắng hỏi, anh đi đâu? Cùng lúc tiếng ông Nghĩa, ba của Ngân, nói lớn. Con làm gì ngoài đó vậy Ngân? Tối rồi không thấy sao? Vào nhà lẹ lên, con gái còn lứa đêm hôm ra đó làm chi? Ngân nghe ba kêu thì hơi sợ. Cô quay mặt vào nhà rồi quay lại định hỏi rõ anh, thì cô không thấy anh đâu nữa cả. Ngân cho là nghe tiếng ba mình nên anh sợ, định bụng là mai cô sẽ sang nhà anh hỏi cho ra lẽ. Nghĩ vậy rồi Ngân bước đi vào lại nhà. Cô không biết từ trong bóng đêm có ánh mắt dõi theo mình. Sáng hôm sau, nhân lúc ba cô đi ra ruộng, còn mẹ thì đã đi chợ, nên Ngân vội vã đi vòng qua nhà anh, đến trước cửa nhà cô, lên tiếng gọi. Anh Hải ơi! Từ trong nhà bà Năm bước ra, thấy Ngân thì bà liền cười hỏi. Ngân, con qua đây sớm vậy, có chuyện gì không con? Ngân gật đầu lễ phép nói. Dạ, anh Hải đâu rồi bác? Bà Năm nghe cô nói thì bất ngờ. Con nói gì vậy Ngân? Thằng Hải nó đi học đâu có về. Ngân nghe vậy thì nói. Rõ ràng tối qua anh Hải qua tìm con mà. Bà Năm nghe xong thì kinh ngạc, xong thì cười nói. Chắc do còn nhớ nó quá,
rồi sinh ảo giác đó. Bà Năm biết chuyện của cả hai, thêm thấy Ngân hiền ngoan, bà lại càng ưng bụng. Duy chỉ có cảnh mẹ quá con côi, cảnh nhà nghèo khổ mà bà ngại. Vì cô là con gái nhà giàu, gia đình cô lại chỉ có cô là con gái một, ruộng đất bạc ngàn, nên bà sợ họ nói con bà chuột xa hũ nếp, dụ dỗ con gái người ta để hưởng gia tài. Ngân nghe vậy thì cảm thấy lạ. Rõ ràng tối qua cô gặp anh mà. Cô cũng không nói gì thêm mà xin phép ra về. Về đến nhà, Ngân luôn suy nghĩ về chuyện tối qua. Ngồi ngơ ngẩn biết bao lâu, cảm thấy hơi khát nên cô với tay cầm ly nước trên bàn định uống. Nhưng không biết làm sao vô ý mà ly rớt xuống nền bể tan tành. Cùng lúc mắt phải cô giật liên hồi, trong lòng thấp thỏm bất an, cứ như sắp xảy ra chuyện gì khủng khiếp lắm. Cùng lúc bà Lương đang đi chợ về tới, mặt hớt ha hớt hải lắm. Ngân thấy vậy thì hỏi: "Có chuyện gì vậy mẹ?" Bà Lương đứng thở mấy hơi rồi mới nói: "Mẹ mới đi chợ về, vừa vào đầu xóm thì nghe tin dữ." "Tin gì vậy mẹ?" "Thằng Hải nó gặp tai nạn chết rồi, người ta chở xác nó về tới rồi kìa." Ngân nghe xong thì đầu óc quay cuồng, mọi thứ tối sầm lại mà ngã ra ngất xỉu. Sau khi Ngân tỉnh lại đã là vài tiếng sau. Bà Lương ngồi bên cạnh mà xoa bóp tay cho cô. Thấy Ngân tỉnh lại thì bà Lương vui mừng nói: "Con tỉnh lại rồi, làm mẹ lo quá." Ngân ngồi dậy, nhớ lại chuyện lúc nãy, cô liền khóc bù lu bù loa lên, cầm lấy tay bà Lương nói: "Mẹ, chuyện lúc nãy mẹ nói là không đúng phải không?" Bà Lương nhìn cô khó hiểu nói: "Con nói chuyện gì hả?" Ngân nức nở nói: "Thì chuyện anh Hải, có phải mẹ nghe nhầm không?" Hiểu ra vấn đề, bà Lương liền nói: "Làm sao mà lầm được, mà từ đầu cũng may mẹ đã cấm cản con không cho quen với nó. Thấy cũng tội, còn trẻ đã đoạt mệnh." Tuy bà Lương ngăn cấm con gái quen với Hải, nhưng bà cũng không phải là người hà khắc gì, chỉ do bà không muốn con gái mình khổ mà thôi. "Con không tin, con phải qua đó tìm anh Hải." Ngân đứng dậy để đi thì bà Lương nói theo: "Con điên à? Nó chết rồi, con cũng nên bỏ ý định đi. Bà mẹ sẽ tìm con mối khác tốt hơn nhiều. Hà cớ gì đi yêu cái thằng khố rách áo ôm đó chứ. Mà con qua đó chi, người ta chuẩn bị đem chôn nó rồi." Ngân mặc kệ lời mẹ mình nói, cô bước ra trước nhà. Đến khoảng sân thì cô đã thấy bên nhà anh đông đúc người. Giọt nước mắt của cô thi nhau rơi, lòng cô đau quặn thắt. Cô không dám tin lời mẹ mình nói, nhưng giờ phút này trước mắt cô là cái quan tài của anh. Cô không thể cất nổi bước chân mình. Vừa ra đến cổng thì cô đã quỵ xuống. Bà Lương từ trong nhà đi ra, thấy vậy thì la lên: "Ngân ơi là Ngân, con làm sao vậy?" Khi Ngân tỉnh lại lần nữa thì đã là ngày hôm sau. Nhìn cô phở phạc ốm yếu đi nhiều, bà Lương bên cạnh đang cầm chén cháo đưa lên miệng thổi để đút cho cô ăn. Nhưng Ngân không thiết gì ăn uống, cô như một cái xác không hồn. Bà Lương thấy con gái như vậy thì lòng đau như cắt mà nói: "Chuyện đã vậy rồi, còn đau buồn thì nó có sống lại được không? Cứ coi như hai đứa có duyên không nợ đi. Con phải nghĩ đến sức khỏe của mình mà ráng ăn chút gì đi con." "Nó không ăn thì thôi, nói hoài không nghe, còn với cái." Ông Nghĩa từ ngoài đi vào nhà nói lớn. Bà Lương liền nhìn ông trách cứ: "Con đó đã vậy rồi, ông còn la rầy nữa." "Bộ tôi nói không phải sao? Vì cái thằng đó mà nó hành hạ mình vậy đó. Nó có biết thương người làm cha làm mẹ như tôi với bà không?" "Thì ông cứ từ từ rồi con nó sẽ nguôi ngoai mà." "Từ đầu khi biết chuyện tôi đã cấm cản rồi, vậy là nó vẫn lén lút để qua lại. Đó, bây giờ thì sao? Đến chết mà không có đất để chôn kìa. Coi khổ không cơ chứ." Ngân lúc này mới nhìn ba mình hỏi: "Bà nói vậy là sao ạ?" "Mày chịu mở miệng rồi hả?" Ngân không quan tâm lời trách cứ của ba mình, cô chỉ quan tâm chuyện của anh. "Ba vừa nói không có đất chôn là sao?" "Thì chuyện thằng Hải đó, chỉ có miếng đất nhỏ che cái thùm,
mà sống chưa có cái đất đai gì đâu. Bây giờ chết mà đến chỗ chôn cũng không có. Nghe đầu định đem đi thiêu, nhưng mà không có tiền. Bởi cái nghèo là khổ vậy đó. Ngân nghe thế thì lòng cô đau như cắt, nước mắt lưng tròng. Cô yếu ớt bước xuống giường đi đến chỗ ông Nghĩa. Ba, con xin ba giúp anh ấy có một nơi để an nghỉ đi. Nhà mình đất đai nhiều mà ba. Ông Nghĩa hử lạnh nói: Nhà mình tuy đất nhiều nhưng không có dư để cho người dưng. Ngân quỳ xuống mà năn nỉ: Con xin ba giúp anh ấy đi, con sẽ nghe lời ba mà. Chỉ cần ba cho anh ấy có nơi để an nghỉ. Ông Nghĩa nhìn cô rồi nói: Con hứa sẽ nghe lời ba đúng không? Ngân liền gật đầu. Nếu muốn ba cho nó mảnh đất để chôn cất thì cũng được, nhưng con phải nghe ba mà lấy chồng. Bà Lương nghe thế thì kinh ngạc hỏi: Ủa, ông muốn gả con gái mình cho ai? Bà yên tâm đi, chỗ tôi tìm không có tệ đâu. Đó là một gia đình giàu có trên thành phố, lại là bác sĩ có tài nữa đấy. Ở thành phố sao? Xa quá. Bà này, bây giờ thời đại nào rồi, đi xem mấy hồi. Chỉ là thành phố thì có sao, con gái mình thì phải xứng làm dâu thành thị, chứ ở quê mà sao xứng. Ngân từ đầu đến cuối chỉ có một mình Hải. Anh chết thì coi như lòng cô đã chết. Nếu như cô chịu nghe lời ba để anh có được chỗ an nghỉ, vậy cô cũng nguyện ý. Vâng, con đồng ý ạ. Ông Nghĩa nhìn cô cười vui rồi nói: Ờ, vậy để ba đi sắp xếp, con cứ ở nhà nghỉ ngơi đi cho khỏe nhá. Sau đó thì ông Nghĩa quả giữ lời hứa, đã cho mảnh đất gần đó để chôn cất Hải. Ngân thì chỉ ru rú ở nhà. Cô không dám qua nhìn mặt anh lần cuối, vì cô sợ bản thân mình sẽ không chịu nổi. Nhất là cô vẫn không thể chấp nhận được là anh đã không còn. Ngày chôn anh, mưa gió tầm tã, cô chỉ nép trong nhà nhìn ra, chỉ dám lặng lẽ nhìn anh mà nước mắt chảy dài. Ngân đã mấy đêm liền không ngủ, nên hôm nay cô có chút mệt mỏi. Đang định lên giường nằm nghỉ chút vừa chợp mắt thiêu thiểu thì cô nghe tiếng người gọi: Ngân ơi! Ngân mơ màng mở mắt ra thì thấy Hải đang đứng bên cạnh giường mình. Anh vẫn mặc trên người bộ đồ đi học đã cũ kỹ, vẫn là gương mặt đó, nụ cười đó. Anh nhìn cô trìu mến. Ngân bật khóc mà nói: Sao anh lại bỏ em mà đi vậy? Anh hãy về với em đi, em nhớ anh nhiều lắm. Giọng nói của anh vẫn nhỏ nhẹ nhưng lại rất lạnh. Anh không có bỏ em, anh vẫn luôn bên cạnh em mà. Bây giờ mẹ có một mình, không ai chăm sóc cho mẹ, anh không thể yên lòng. Anh yên tâm, em sẽ thay anh chăm sóc mẹ. Cảm ơn em nhiều lắm. Ngân chưa kịp nói gì thì hình bóng Hải dần dần tan biến. Nhưng trước lúc hoàn toàn biến mất thì Ngân nghe văng vẳng bên tai tiếng anh nói: Họ đã lấy mất trái tim của anh rồi. Ngân giật mình tỉnh giấc, trên mặt lấm tấm mồ hôi. Dần dần cô nhớ lại mọi chuyện. Cô không cho đó là giấc mơ. Cô nghĩ là đúng như anh nói, anh vẫn luôn bên cạnh cô. Hôm nay đã là thất tuần của anh. Ngân mới lén bà mẹ đi qua thăm mẹ anh. Vừa vào nhà cô đã thấy bà Năm ngồi ở giữa nhà, nhìn lên di ảnh trên bàn thờ của anh mà khóc. Hải ơi, sao con bỏ mẹ mà đi sớm vậy con? Mẹ làm sao mà sống nổi đây? Ôi giời ơi, sao lại để kẻ đầu bạc tiến kẻ đầu xanh như thế này hả con ơi? Ngân thấy cảnh mà không cầm lòng được. Cô bước vào đi đến ôm lấy bà nói: Bác ơi, hãy nén đau buồn. Anh Hải trên trời cũng không muốn thấy bác phải đau buồn vì anh ấy đâu. Bà Năm cầm lấy tay Ngân nói: Bác biết chứ, nhưng làm sao mà không đau cho được hả con? Ngân cũng khóc mà nói: Anh ấy tệ quá,
sao nỡ lòng bỏ con và bác đi. Bà Năm cũng biết Ngân là người đau buồn không kém bà. Nhưng bây giờ con trai của bà đã mất, dù gì Ngân cũng còn trẻ, nên bà nói: thôi, do cái số của nó đến đó là hết. Con còn trẻ nên tìm nơi nương tựa mà gửi gắm tấm thân. Coi như giữa con và nó có duyên mà không nợ đi con. Ngân nghe bà nói chỉ biết khóc. Bà Năm cũng không cầm được nước mắt, cũng khóc theo. Hai người cứ ôm nhau mà khóc. Thấy cảnh đó mà ai không đau lòng. Lúc này tấm di ảnh của Hải bỗng có giọt nước lăn dài xuống, giống như anh cũng đang khóc trước cảnh đau lòng đó vậy. Lúc này bà Năm sực nhớ ra điều gì, liền đứng dậy đi vào trong buồng, cầm ra chiếc hộp nhỏ đưa cho Ngân nói: người ta đưa thằng Hải về, trong đồ đạc của nó bác nhìn thấy cái này, chắc là nó mua cho con. Ngân đưa tay nhận lấy, cô mở ra thì nhìn thấy đó là chiếc nhẫn bạc nhỏ, trên mặt hình trái tim nhỏ vô cùng xinh xắn. Nhìn chiếc nhẫn trên tay mà Ngân không cầm được nước mắt. Đây là món quà anh đã nói Tết về tặng cô. Bây giờ nhẫn ở đây, còn anh thì không còn nữa. Bà Năm thấy cô đau lòng vậy thì an ủi: thôi, cái số nó vậy rồi, con cũng nên bớt đau buồn đi. Ngân cầm lấy tay bà Năm rồi nói: tuy con và anh Hải không có nợ, nhưng con mong mẹ nhận con tiếng gọi mẹ được không? Từ đây con sẽ thay anh Hải chăm sóc cho mẹ. Bà Năm nhìn Ngân xúc động nói: con không chê bà già này sao? Mẹ đừng nói vậy, từ lâu con đã xem mẹ cũng như là mẹ ruột của con rồi. Tuy con không có duyên được sánh đôi nên vợ nên chồng cùng anh Hải, nhưng con vẫn sẽ thay anh ấy chăm sóc mẹ ở tuổi xế chiều. Bà Năm ôm lấy cô mà khóc rồi nói: cảm ơn con gái. Sau đó Ngân từ nhà bà Năm trở về. Vừa vào cổng thì cô đã thấy một chiếc xe hơi lạ đậu trong sân nhà. Cảm thấy lạ nên Ngân đi vào thì thấy cha mẹ cô đang ngồi nói chuyện với ai lạ lắm. Cùng lúc ông Nghĩa thấy Ngân thì liền kêu: Ngân, con vào đây ba biểu. Ngân liền đi vào thì người đó cũng quay mặt lại. Đó là một người con trai. Cô thấy lạ lắm, chắc không phải người vùng này. Ngân liền gật đầu rồi nói: dạ, thưa ba có gì dạy bảo ạ? Ông Nghĩa nhìn cô rồi nói: sẵn đây bà giới thiệu cho hai đứa làm quen. Đây là anh Hoàng, làm bác sĩ ở thành phố, cũng là chồng tương lai của con đó. Còn đây là bé Ngân, người mà bác đã nói với con đó. Bây giờ hai đứa làm quen với nhau đi. Hoàng nhìn Ngân cười nói: chào em. Ngân cũng chỉ xã giao cho có lệ: chào anh. Không biết tại sao khi nhìn Hoàng, Ngân cảm giác có gì đó không ổn, nhưng cô không biết lý giải cảm giác đó như thế nào. Không muốn ở lại đây nên Ngân viện cớ tránh mà nói: con hơi mệt, muốn vào trong nghỉ. Anh Hoàng ở chơi nói chuyện với ba mẹ em nha. Hoàng gật đầu nói: vậy em vào nghỉ đi. Ngân đi vào trong buồng, ngồi lên giường cầm chiếc hộp mở ra mà khóc nức nở. Cô lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út của mình mà thầm nói: trong lòng em chỉ chấp nhận mình anh là chồng mà thôi. Cùng lúc bên ngoài cửa buồng vang lên tiếng gõ, Ngân liền khịt mũi đưa tay chùi nước mắt nói: ai đó? Bên ngoài cửa tiếng bà Lương nói vọng vào: mẹ đây, mẹ muốn nói chuyện với con chút. Vâng, mẹ vào đi ạ. Bà Lương đẩy cửa đi vào, thấy mắt Ngân đỏ hoe mà bà thở dài nói: đã bao nhiêu ngày trôi qua rồi mà con vẫn buồn nữa sao? Ngân nghe thì im lặng. Bà Lương đến bên giường đưa tay lên vén tóc trên mặt cô rồi nói: con thấy Hoàng sao? Mẹ thấy cậu ta đẹp lại giỏi nữa, thêm làm bác sĩ nữa, nếu con về đó chắc sẽ sung sướng. Nhưng không yêu thì làm sao mà hạnh phúc hả mẹ? Thì bây giờ chưa yêu, khi về cùng nhau rồi dần dần cũng có tình cảm thôi. Như bà mẹ hồi đó lấy nhau có biết mặt nhau đâu, và về rồi cũng sống hạnh phúc sinh ra con đó thôi.
Nhưng ba mẹ khác, con khác. Bà còn quyết định gả con cho cậu Hoàng rồi đó. Mà con cũng đã hứa nghe lời ba con rồi còn gì. Ngân im lặng không nói gì, vì cô muốn từ chối cũng không được. Thấy cô vậy thì bà Lương cũng buồn mà nói tiếp. Con cũng biết tính của ba con rồi đó. Một khi đã quyết định chuyện gì không thể cãi lại được. Thêm nữa đây cũng là cái chỗ tốt, có thể để con nương nhờ tấm thân sau này. Dù nhà mình giàu có, tất cả gia sản cũng để cho con, nhưng dù gì con cũng cần có tấm chồng để nương tựa. Ba mẹ cũng đã già, đâu thể bên cạnh con mãi. Con cũng nhớ con hứa là nghe lời ba con, nên ba con mới đồng ý để chỗ miếng đất trên đồi mà chôn thằng Hải. Nếu con không nghe lời, trái ý ba con thì không biết ba con làm được cái chuyện gì đâu. Mà mảnh đất hiện giờ bà Năm ở cũng nằm trong sổ đỏ của nhà mình, chỉ tại thấy có chút cũng không tới đâu nên ba con không nói đó. Ngân nghe xong thì biết bản thân bây giờ chỉ có thể nghe theo ba, vì như vậy thì cả bà Năm cùng Hải mới được yên ổn. Vâng, con hiểu ý của mẹ rồi. Ừ, vậy thôi, con nghỉ đi. Bà Lương nói xong thì đi ra ngoài. Ngân muốn ngủ nhưng lại không ngủ được, cứ chằn chọc mãi không biết có gì thôi thúc lấy cô phải đi đến thăm mộ anh, nên cô lén đi ra vòng cửa sau, đi đến mộ anh. Từ khi anh chôn, cô đã không dám đến, chỉ là cô sợ mình không chịu nổi. Hải được chôn ở mảnh đất gần nhà của Ngân. Đi vòng qua khỏi bờ ruộng thì cô đến gần cái chỗ, cái đồi. Nơi đó cũng là nơi chôn cất Hải. Trời vừa sập tối, trong màn đêm âm u vắng lặng, nhờ có chút ánh sáng vàng vọt của ánh trăng rằm chiếu rọi mà Ngân thấy rõ đường đi, không vấp phải đá. Vừa mới quẹo đến nối để đi lên đồi thì Ngân thấy thấp thoáng bóng người đứng trước mộ anh. Ngân cảm thấy lạ nên núp sau bụi lau sậy gần đó. Cô thấy người đó đốt nhang rồi khấn. Tôi xin lỗi. Đứng một hồi thì người đó quay mặt để rời khỏi. Ngân khá kinh ngạc khi thấy không ai khác, chính là Hoàng. Cô không hiểu tại sao anh ta lại biết Hải. Trước giờ cô chưa bao giờ nghe Hải nhắc đến người bạn nào là Hoàng hết. Nhất là tại sao anh ta biết mộ anh ở đây. Với anh ta đã làm gì mà phải xin lỗi Hải. Bao nhiêu điều làm Ngân rối lên. Chờ sau khi bóng Hoàng dần xa khuất thì Ngân mới từ bụi lau sậy đi ra. Cô đến trước mộ anh mà khóc lóc. Em xin lỗi vì đến giờ mới đến thăm anh được. Em vẫn không thể chấp nhận được chuyện anh đã rời bỏ em. Hải ơi, em nhớ anh nhiều lắm. Bỗng, một cơn gió lạnh thổi đến. Ngân thấy xung quanh khói sương mờ ảo. Hải từ từ trong bóng tối đi đến gần cô nói. Anh cũng nhớ em lắm. Anh vẫn luôn bên cạnh em mà. Anh không có bỏ em đâu. Hải đưa tay để chạm lên mặt cô, nhưng cánh tay đó chỉ có thể giơ lên ở giữa không trung. Rõ ràng là đang ở trước mặt nhau, nhưng lại như cách xa vạn dặm, vì âm dương vốn cách biệt. Ngân mặt đầy nước mắt nhìn bóng anh dần mờ nhạt mà nói. Anh đừng bỏ em mà. Hãy cẩn thận người tên Hoàng. Tim anh đã bị lấy mất. Em phải nhớ cho kỹ nha Ngân. Anh Hải! Anh Hải! Ngân giật mình tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong buồng ở nhà. Rõ ràng cô nhớ mình đi ra thăm mộ anh mà. Sao giờ lại ở đây? Cùng lúc Ngân nhớ lại gặp Hoàng ở đó, thêm lời nói văng vẳng bên tai Hải đã nói Ngân nghĩ người tên Hoàng này có điều gì mờ ám. Ngân vẫn luôn suy nghĩ đến những lời Hải đã nói. Dù không hề có tình cảm, nhưng mà ông Nghĩa cứ đốc thúc bắt cô phải lấy Hoàng. Áp lực từ lời ba cô nói, thèm muốn bà Năm có thể yên tâm ở tuổi xế chiều có nơi ở, cùng Hải mộ yên mạ đẹp, nên Ngân phải cắn răng nuốt lệ vào lòng mà đồng ý hôn sự với Hoàng, người đàn ông mà cô chỉ mới gặp một lần duy nhất. Mọi sự chuẩn bị cho đám cưới đều do ông Nghĩa cùng bà Lương chuẩn bị sắp xếp. Đến hôm rước dâu, đàn trai sẽ chồng tiền cưới cùng vàng cho cô dâu. Ngân u buồn cũng không thiết tha gì. Cô suốt ngày ủ rũ buồn bã, mặc ba mẹ mình làm gì thì làm. Ngày qua tháng lại, mới đó cũng đến ngày đám cưới. Trước ngày đám cưới, Ngân có qua nhà bà Năm. Cô khóc rất nhiều vì người cô yêu là Hải. Bà Năm cũng buồn, nhưng Hải đã không còn
nên bà cũng muốn Ngân có nơi tốt để nương tựa. Chứ để cô vì Hải mà héo hon tuổi thanh xuân thì bà không đành lòng. Bà Năm nắm lấy tay Ngân khuyên giải. Thôi con đừng buồn, mẹ mong con sẽ được hạnh phúc. Con là cô gái tốt, xứng đáng có được một nơi tốt để gửi gắm tấm thân. Hãy xem như thằng Hải của mẹ vô phước đi. Con ráng mà quên nó đi nha. Ngân khóc nhìn bà nói. Cả đời này con cũng không thể quên được anh Hải đâu mẹ ơi. Anh Hải sẽ sống mãi trong trái tim con. Từ nay con không thể ở gần mẹ. Mẹ nhớ chăm sóc mình thật tốt nha mẹ. Con hứa sẽ về thăm mẹ và anh Hải. Bà Năm xúc động mà nói. Mẹ biết rồi. Con về nhà chồng cũng phải biết lo cho bản thân nha con. Mẹ thương con lắm. Ngân ôm lấy bà rồi cả hai cùng nhau khóc. Thấp thoáng ở một góc tối chỗ vách lá trong nhà, có bóng trắng giật giờ đang nhìn về phía hai người. Gương mặt trắng toát cùng đôi mắt lạnh như chứa đựng một nỗi buồn u uất. Sau đó, Ngân từ xã bà Năm ra về. Trước khi đi, cô không quên dúi vào tay bà một số tiền. Bà Năm lúc đầu không chịu nhận, nhưng Ngân một hai năn nỉ bà cầm lấy. Bất đắc dĩ bà phải nhận. Nhìn theo bóng dáng dần khuất đi của cô mà bà không thể cầm được lòng mình. Nếu Hải còn thì có lẽ cô có thể là dâu của bà. Hai đứa sẽ hạnh phúc chứ không phải như bây giờ. Bà Năm đi đến bàn thờ Hải mà lẩm bẩm. Hải ơi, con trên trời phải phù hộ cho con Ngân được hạnh phúc nha con. Tội nghiệp nó còn thương vấn vương con nhiều, nhưng phải nghe theo lời ba mẹ mà lấy chồng xa. Còn thương nó thì phải phù hộ cho nó nha con. Bà vừa nói xong thì cơn gió lạ thổi ngang người bà. Cây nhang bà đốt gần tàn bỗng phừng cháy lên. Bà Năm có hơi hốt hoảng nói. Hải, là con về đúng không hả Hải? Hải ơi! Đáp lại bà là bốn bề yên lặng. Nhìn di ảnh của Hải mà bà cầm lòng không đậu mà lại khóc. Ngân từ nhà bà Năm đi ra, cô không vội về nhà. Cô đi dọc theo bờ ruộng để đến chỗ mộ của Hải. Cô muốn đến gặp để từ xã anh và xin lỗi vì không thể giữ trọn câu thề với anh. Đến trước mộ anh, xung quanh đồng trống vắng lặng, trời lại vừa chạng vạng tối. Hiu hiu gió thổi lạnh khiến người ta phải sợn gai ốc. Nếu là ai chắc sẽ sợ lắm, nhưng Ngân thì không cảm thấy chút gì sợ hãi cả. Ngược lại cô cảm thấy lòng mình ấm áp hơn. Chỉ khi gần bên anh thì cô mới thấy đó là khoảng bình yên nhất. Ngân đứng trước mộ Hải, từng giọt nước mắt rơi tí tách. Cô nói, em xin lỗi vì phụ lời hứa của chúng mình, nhưng em bất đắc dĩ, mong anh hãy hiểu. Trong lòng em chỉ có mỗi mình anh thôi. Khi em đeo chiếc nhẫn này thì nó định em đã là vợ anh rồi. Dù thể xác em không thể vẹn nguyên, nhưng tâm hồn cùng tình yêu của em sẽ chỉ dành cho mình anh thôi. Hải ơi, em nhớ anh lắm. Từ nơi xa lộng gió, vang vọng giọng nói lạnh lẽo cứ như ở một nơi rất rất xa truyền đến. Ngân ơi, anh vẫn luôn bên em mà. Ngân đưa mắt nhìn xung quanh để tìm kiếm. Cô gọi, Hải, là anh đúng không? Anh về với em đúng không? Hải ơi! Hải ơi! Đáp lại cô chỉ là tiếng gió thổi xào xạc giữa mặt đêm tĩnh mịch. Cô quỵ xuống bên tấm bia mộ, gục đầu mà khóc. Dần dần cô thiếp đi. Ngân thấy mình đang ở một nơi tối đen như mực. Xung quanh không thấy lấy một điểm sáng. Cô đưa tay cố quơ để mong tìm được thứ gì đó nhưng đều vô ích. Ngay lúc này, cô thật sự hoảng sợ. Cô chỉ biết nhắm mắt và đi thẳng về phía trước. Chẳng khác gì như cô đứng yên, vì quanh cô chỉ là một màn đen vây kín. Bỗng từ phía trước, cô thấy có tia sáng lóe lên, rất yếu ớt. Ngân bước nhanh hơn để đi theo đốm sáng đó. Càng đến gần, quầng sáng càng to hơn. Lúc này Ngân thấy hơi kinh ngạc, khi thấy đó là một căn phòng. Cô bước đến gần hơn, nhưng có gì đó giống như tấm chắn ngăn cách cô. Ngân chỉ biết đứng yên mà nhìn. Trong căn phòng thiếu đi ánh sáng đó, Ngân thấy có chiếc giường cùng một người nằm phía trên đó. Ngân cố nhìn xem đó là ai thì cô bàng hoàng sửng sốt
Khi thấy đó là Hải, anh nằm im như đang ngủ say. Ngân ra sức gọi: Anh Hải ơi! Anh Hải ơi! Dù cô có kêu như thế nào cũng không hề đá động đến anh. Cô đưa tay đập lên bức tường vô hình để mong có thể chạy đến bên anh, nhưng đều vô vọng. Cùng lúc từ đâu xuất hiện một bóng người mặc đồ blue trắng. Người đó đứng quay lưng về phía cô, nên Ngân không cách nào nhìn rõ mặt được. Cùng lúc hành động, cánh tay người đó giơ lên, trên đó đang cầm con dao phẫu thuật sáng, sắc bén. Cô không hiểu người đó đang định làm gì với Hải. Khi bàn tay đó hạ xuống, cùng lúc cô thấy máu đỏ văng lên trên áo trắng của người đó. Cô hét lớn: Đừng mà! Đừng mà! Anh Hải! Bên trong căn phòng vẫn không hề có chút gì lay động so với tiếng thét của cô. Lúc này Ngân thấy trên tay người đó cầm lên vật gì đỏ tươi, vẫn còn máu nhỏ giọt, nó còn khẽ phập phồng. Ngân điếng người khi nhận ra đó là trái tim. Nói đúng hơn, đó là trái tim của anh. Chính người đó đã lấy đi trái tim của anh. Cô quỵ xuống mà ngất lịm đi. Ngân, con tỉnh lại đi, đừng làm mẹ lo mà. Ngân ơi! Ngân dần mở mắt tỉnh dậy thì cô thấy bà Lương đang ngồi bên cạnh cô. Nhìn giáo giác thì cô nhận ra đây là phòng mình. Cô từ từ ngồi dậy hỏi: Con sao vậy mẹ? Bà Lương lo lắng nói: Trời ơi, con làm mẹ lo gần chết. Mẹ định vào kêu con để sửa soạn làm lễ xuất giá, nhưng khi vào thì thấy con đang nằm ngủ mê man trên giường, gọi mãi mà con không dậy. Rất may cuối cùng con cũng tỉnh. Ngân nghe mẹ cô nói thì ngẩn ra. Cô nhớ mình đang ở mộ anh mà, sao bây giờ lại ở nhà? Rồi những chuyện cô thấy lúc nãy là gì? Chán Ngân toát cả mồ hôi, sầu chuỗi lại mọi thứ, thì chắc cái chết của Hải có gì đó mờ ám. Chính mắt cô đã thấy có người lấy đi trái tim anh. Cô nhất định phải tìm hiểu rõ chuyện này. Ngân, con sao vậy? Bà Lương thấy cô im lặng thì nói. Ngân liền bừng tỉnh. Dạ con không sao. Vậy giờ theo mẹ ra vái tổ tiên để làm lễ xuất giá đi con. Mẹ ra trước đi ạ, rồi con sẽ ra ngay. Nhớ ra nhanh đó, không ba con lại la bây giờ. Bà Lương rời khỏi, rồi Ngân vẫn còn mông lung với những điều suy nghĩ trong đầu. Bất giác cô đưa tay sờ lên chiếc nhẫn, giọt nước mắt lăn dài trên má. Anh Hải, anh phải giúp em tìm ra chân tướng nhà anh. Sáng sớm hôm sau, Ngân trong tà áo dài đỏ thẫm khoe sắc, nhưng gương mặt cô lại là một sự u buồn như ai oán. Do ông Nghĩa thuộc gia đình giàu có, Ngân lại là cô gái độc nhất, nên đám cưới được tổ chức rình rang, khách mời rất đông. Ông kêu cô ra phụ tiếp đãi khách khứa, nhưng Ngân không mấy thiết tha. Nói cô không được, ông đành thở dài rồi cùng bà Lương tự tiếp. Ngân thì cứ ngồi ở trong buồng, cô cứ nhìn đến chiếc nhẫn trên tay mà khóc. Phải chi hôm nay là ngày vui của cô và Hải thì sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu. Cô rất muốn đi theo anh cho rồi, chứ sống mà phải đau khổ dằn vặt thế này còn hơn là chết đi. Không biết mà xui quỷ khiến thế nào, Ngân cầm lấy cái lưỡi làm trên bàn trang điểm. Cô đặt ngay cổ tay mình chuẩn bị cắt, thì từ phía sau cô bất chợt thoáng qua cơn gió lạ. Màn cửa đung đưa mạnh, Ngân còn chưa hiểu chuyện gì thì cái lưỡi làm trên tay cô như có ai giật lấy mà rơi xuống đất. Trước mắt cô là bóng hình mờ nhạt của Hải hiện ra, vẫn trong bộ quần áo đi học mỏng manh cũ kỹ, màu sắc đã phai đi nhiều, gương mặt trắng lạnh vô hồn, đôi mắt nhìn Ngân đầy yêu thương, nhưng cũng có một sự tiếc nuối khôn nguôi cùng chút giận dữ. Giọng nói ầm vàng tựa mây gió: Ngân, em đã hứa với anh như thế nào, sao bây giờ em lại làm chuyện dại dột như vậy? Em muốn anh không yên lòng hay sao? Ngân nhìn Hải, người mà cô yêu, bóng hình cô nhớ nhung đang hiện ra trước mắt cô. Không kìm được sự xúc động mà cô khóc, cố đưa tay để chạm vào anh, nhưng Hải lại cố tình tránh né mà nói: Đừng, chúng ta bây giờ đã âm dương cách biệt rồi. Em nhớ anh lắm, em khổ lắm,
anh cho em theo anh đi. Hải nhìn cô lắc đầu, ánh mắt của anh một màu đỏ ngầu, một dòng máu đỏ chảy từ khóe mắt của anh xuống. Em phải ở lại, em phải sống tốt. Nghe anh nha, anh vẫn luôn bên em mà. Anh phải đi rồi. Hình ảnh của Hải dần phai mờ trước mắt của Ngân. Cô cố đưa tay để níu giữ, nhưng tất cả như tan vào hư vô. Anh Hải, anh đừng đi, đừng bỏ em mà. Ngân bừng tỉnh mở mắt ra thì thấy mình vẫn đang ngồi ở trước bàn trang điểm. Không lẽ lúc nãy là do cô mơ, nhưng sao cô cảm thấy nó lại chân thật như vậy? Lúc này Ngân mới thấy cái lưỡi lam rơi ở dưới đất. Cô mới nhớ lại chuyện mình nghĩ quẩn lúc nãy. Như vậy là do anh đã ngăn cản cô. Nhớ lại lời anh nói mà Ngân bật khóc. Lúc này ở trước cổng, đàn trai đã xuống đến. Họ đi trên một chiếc xe hơi sang trọng. Bước xuống xe là Hoàng Bảnh Bao trong bộ đồ chú rể, trên tay đang cầm hoa cưới. Phía sau là 5-6 người bưng mâm cùng một người đàn ông và người đàn bà lớn tuổi. Khách đang có mặt nhìn thấy thì trầm trồ khen ngợi vì chú rể đẹp lại giàu. Ông Nghĩa cùng bà Lương đi ra tiếp đón và đưa đàn trai vào trong. Hai ông bà tưởng người theo chú rể là xui nên vui mừng chào. Nhưng hóa ra họ không phải. Họ chỉ là người bà con được Hoàng nhờ làm người lớn để nói chuyện vì anh ta mồ côi. Dù hơi ngỡ ngàng, nhưng ông Nghĩa vẫn không chấp nhất vì với điều kiện của Hoàng thì điều đó cũng không quan trọng. Sau đó mọi người vào trong, rồi ông kêu bà Lương gọi Ngân ra. Ngân bước ra như người vô hồn. Khi đối mặt với Hoàng lần thứ hai, Ngân cảm thấy có gì đó quen, nhưng cố nhớ vẫn không thể nhớ ra. Hoàng nhìn cô cười, anh nhẹ nhàng quan tâm cô, nhưng Ngân cảm thấy không quen nên có hơi hời hợt. Nhưng Hoàng vẫn nhẫn nại mà không khó chịu. Sau thời khắc làm lễ thì đến giờ đón dâu. Ông Nghĩa cùng bà Lương cùng những người quen cũng theo để đưa cô dâu về nhà chồng. Khi Ngân ra đến cổng thì cô nhìn về ngôi nhà nhỏ bên kia mương của bà Năm mà buồn bã. Cố tìm bóng dáng bà nhưng cô không thấy. Cô đành nuốt nước mắt mà bước lên xe. Nhưng cô không biết bà đã núp trong nhà mà khóc dõi theo cô. Bà không muốn cô thấy bà, lại làm cô bận tâm mà không yên. Khi đoàn xe đưa dâu đã khuất thì bà mới đi đến bàn thờ Hải mà nói: con phải nhớ phù hộ cho con bé nhà con. Tội con nhỏ, mẹ thương nó quá con ơi. Nói rồi, bà gục đầu dựa vào bàn thờ của Hải mà khóc. Trên bức ảnh thờ lặng lặng giọt nước trong suốt đang chảy xuống, giống như nước mắt của anh đang khóc cho người mẹ già đơn côi hiu quạnh, cũng khóc cho người con gái mình yêu phải xuất giá theo chồng. Trên xe, Ngân đưa mắt nhìn ra bên đường. Khi ngang qua mộ anh, cô không cầm lòng mà nước mắt đã rơi. Hoàng bên cạnh đang đưa tay ôm lấy cô. Ngân cố quay mặt hướng khác để che đi cái đau trong lòng. Tầm khoảng vài tiếng thì đoàn xe đã đến nhà của Hoàng. Một căn nhà khang trang cao tầng nằm ở tại trung tâm thành phố, nhưng lại là ngày đám cưới. Nhưng ngôi nhà lại rất vắng vẻ, không thấy chút không khí gì là ngày vui cả. Ông Nghĩa cùng bà Lương khi thấy cũng phải giật cả mình, buột miệng nói: sao vắng thế? Hôm nay đám cưới mà. Hoàng nhìn ông cười nói: dạ con chỉ có một mình, không họ hàng nhiều, nên không làm quá khoa trương, chỉ đơn giản thôi ạ. Nghe vậy ông Nghĩa cũng thấy có lý nên gật đầu bảo: ừ, con rể nói phải. Sau đó Hoàng mời mọi người vào nhà. Bên trong cũng chuẩn bị vài bàn ăn để tiếp đãi. Bên gái ăn uống xong cũng đến giờ phải về. Trước khi ra về, bà Lương nhìn Ngân dặn dò: con ở nhà chồng phải sống tử tế đàng hoàng nha con. Ngân khóc nói: dạ con biết rồi, bà mẹ cứ yên tâm. Bà mẹ nhớ chăm sóc mình nha, công việc cứ kêu người làm. Bà cũng lớn tuổi, sức khỏe yếu rồi. Ông Nghĩa nhìn Ngân mà cũng buồn. Chỉ có mình cô, ông cũng không muốn gả xa. Nhưng đây là chỗ tốt, ông cũng muốn con gái có nơi tốt để gửi gắm. Chứ bà mẹ nào không thương con. Nhưng ông là đàn ông nên phải để trong lòng. Bà Lương ôm Ngân khóc nói:
thôi, ba mẹ về. Sau đó bà nhìn Hoàng nói: Bà mẹ giao con gái ba mẹ cho con nhớ yêu thương con bé nha, với nhớ đưa con Ngân thường xuyên về thăm ba mẹ nha. Hoàng lễ phép nói: Dạ con biết rồi ạ, ba mẹ cứ yên tâm, con sẽ yêu thương chăm sóc vợ con mà. Ông Nghĩa gật đầu: Ờ vậy thôi à, ba mẹ về. Ngân nhìn ba mẹ lên xe mà đau lòng. Bây giờ chỉ còn một mình cô ở lại một nơi xa lạ này, sống chung với người chồng mà cô chỉ gặp vài lần. Ngân không dám nghĩ đến tương lai của mình sẽ ra sao. Để anh đưa em vào phòng nghỉ. Ngân nhìn Hoàng rồi nhìn đến những bàn thức ăn bừa bộn nói: Để em dọn dẹp đã. Khỏi, nhà có người giúp việc mà em lo gì. Bà Tư, bà coi ra dọn dẹp đi. Hoàng vừa nói thì bên trong nhà có người chạy ra. Đó là người phụ nữ trung niên, nhìn mặt cũng phúc hậu. Bà Tư đi ra nói: Dạ, cậu để đó tôi sẽ dẹp liền. Ờ, thôi anh đưa em vào trong nghỉ nhé. Ngân thấy Hoàng đối xử với mình cũng tốt nên cô cũng bớt lo. Cô theo Hoàng vào nhà, nhìn mọi thứ từ bàn ghế, vật dụng, trang trí đều sang trọng. Nhưng Ngân lại không để tâm. Hoàng đưa cô lên trên lầu, một nơi đây chỉ có phòng duy nhất. Bên ngoài có dán chữ hỷ màu đỏ. Hoàng mở cửa đưa Ngân đi vào. Bên trong phòng Ngân thấy có cái giường lớn cùng bàn trang điểm và tủ đồ lớn. Cái gì cũng mới và đẹp. Ngân còn đang nhìn mọi thứ lạ lẫm thì Hoàng nói: Em coi thay đồ nghỉ ngơi đi. Ngân nhìn Hoàng rồi hỏi: Còn anh? À, ở bệnh viện vừa có ca phẫu thuật quan trọng cần anh đến nên anh không thể vắng mặt. Nghề bác sĩ là vậy, em thông cảm cho anh nha. Ngân cũng hiểu chuyện cứu người là quan trọng nên cô nói: Vậy anh đi đi. Hoàng mỉm cười rồi đi ra khỏi phòng. Trước khi đi Hoàng như nhớ ra chuyện gì nên nói: Em đừng đi lung tung, có gì xuống dưới nhà hỏi bà Tư nha. Ngân cho là Hoàng biết cô mới đến còn lạ nên dặn cô như vậy nên Ngân cũng gật đầu. Sau khi Hoàng đã rời đi, Ngân mới nhìn quanh căn phòng. Dù nơi đây mọi thứ cái gì cũng đẹp xa xỉ, nhưng Ngân cảm thấy có cái gì đó lạnh lạnh. Không nghĩ nhiều, cô mở túi đồ ra soạn lấy đồ rồi đi tắm. Sau khi thay ra cái bộ áo dài, Ngân mới thấy thoải mái. Trong phòng cũng buồn nên Ngân định đi xuống nhà phụ bà Tư. Khi vừa bước ra cửa phòng, cô định bước xuống lầu thì cô nghe tiếng khóc khẽ vang lên ở phía trên tầng trên. Chỗ cầu thang đi lên không được bật đèn nên có phần âm u với hơi tối. Ngân cảm thấy tò mò nên cô bạo gan bước lên trên. Nhưng mới đi được mấy bước thì Ngân cũng phải giật mình vì tiếng nói: Cô định đi đâu? Ngân giật bắn cả người bởi tiếng nói ở phía sau. Cô liền quay lại thì thấy bà Tư đã đi đến từ lúc nào. Bà đang nhìn cô chân chân. Ngân liền nói: Tôi nghe ở phía trên có tiếng khóc. Mặt bà Tư hơi biến sắc nhưng nhanh sau đó nói: Cô có nghe lầm không? Trên đó làm gì có ai? Ngân nhất định mình không hề nghe lầm nên quả quyết nói: Không, tôi nghe rõ lắm. Chắc do tiếng động của con chuột thôi. Cô xuống nhà đi, tôi dọn cơm cho cô ăn. Lúc nãy trước khi đi cậu Hoàng có dặn. Ngân cảm thấy có gì không ổn trong ngôi nhà này. Nhưng bà Tư đã nói như vậy, Ngân cũng đành nghe mà nói. Chắc vậy. Bà Tư nghe cô nói thế thì mới thả lòng người rồi nói: Vậy cô xuống dưới cùng tôi đi. Sau đó Ngân đi theo bà Tư xuống bên dưới. Cơm nước đã xong, cô ngồi vào ghế nhưng cô lại ăn không vô. Bà Tư đang lúi cúi dọn dẹp gần đó, Ngân liền hỏi: Bà ở đây lâu chưa? Bà Tư vẫn cắm cúi làm mà đáp: Tôi ở đây cũng lâu rồi. Anh Hoàng thường hay vắng nhà để đi làm lắm hả bà? Ừ, cậu Hoàng là bác sĩ nên bận rộn lắm. Cô là vợ của cậu ấy thì nên thông cảm cho cậu. Vâng, tôi biết rồi. Ngân ăn chừng chút thì ngưng không ăn nữa. Lúc này trời đã tối cũng tầm 7 giờ. Ngân định đem chén đi rửa thì bà Tư đã đành mà nói: Cô cứ để đó tôi làm cho. Cô lên phòng nghỉ đi, chắc chút cậu sẽ về.
Ngân thấy bà như vậy, cô cũng không rảnh nữa. Cô đi ra khỏi phòng ăn rồi trở lên trên lầu. Ở đây với cô cũng là chỗ lạ lẫm, nên cô cũng không muốn đi lung tung. Lúc đến trước cửa phòng, bất giác Ngân nhìn lên trên phía tầng trên, có gì đó cứ thôi thúc cô phải đi lên đó. Chần chừ, Ngân định đi thì bà Tư lại lên tiếng. Cô vào phòng nghỉ đi, đừng tự ý đi lung tung. Ngân thấy mặt bà Tư nhìn mình có hơi hung dữ, nên cô gật đầu rồi vào trong phòng. Cô phải mở đèn sáng lên mới bớt đi cảm giác sợ, vì cô cứ thấy lạnh lạnh sao vậy. Ngân lên giường định đi ngủ trước, vì không biết khi nào Hoàng mới về. Nhưng nằm qua hồi lâu cô cũng không thể ngủ được. Ngân nhìn lên đồng hồ thì thấy đã 10 giờ đêm. Cảm thấy hơi khát nước nên Ngân lồm cồm bước xuống dưới, đi đến mở cửa ra để đi uống nước. Lúc này bất giác cô lại nhìn lên tầng trên. Vốn không muốn tò mò nên Ngân định đi xuống cầu thang, thì bất ngờ cô nghe tiếng khóc vang lên. Tiếng khóc rất nhỏ, nếu không để ý sẽ không biết. Cô nghĩ Hoàng dù gì cũng chưa về, còn bà Tư già, vậy chắc giờ đang ngủ, nên cô bấm bụng mà đi lên trên xem thử. Bậc cầu thang hơi tối do thiếu ánh sáng. Không biết sao Ngân không thấy sợ. Cô đi gần đến tầng trên thì thấy có chút ánh sáng hắt ra từ phía cầu thang. Ngân mỏ mẫm đi lên đến, ngọn đèn chớp tắt làm cô hơi sợ. Lúc này Ngân thấy ở đây có hai phòng. Còn đang thắc mắc thì cô nghe tiếng khóc vọng ra từ một phòng còn lại. Cô thấy cánh cửa khép hở nên Ngân đi đến để xem. Khi đứng ở cánh cửa, qua khe hở, cô thấy bà Tư đang ở trong phòng. Bên trong còn có thêm một đứa bé gái tầm 10 tuổi, nhìn cũng xinh xắn dễ thương nhưng hơi gầy gò ốm yếu. Đứa bé cứ khóc, còn bà Tư thì dỗ. Ngân nhìn thấy hình như bà Tư rất là thương cô bé. Nhưng cô bé là ai? Tại sao lại ở đây? Nhất là sao khi nhìn đứa bé cô cảm thấy có gì đó gần gũi đến mức lạ thường. Thanh Mai, ngoan đừng khóc nữa, để bà dỗ con ngủ nha. Cô bé cứ khóc. Con muốn ba cơ. Chút bà Hoàng sẽ về với Thanh Mai thôi. Ba không thương con nên ba mới cứ đi như vậy. Con muốn ba. Sao ba cứ bắt con ở đây mà không cho con ra ngoài? Bà Tư dỗ dành nói. Do ba bận công việc, ba thương Thanh Mai nhất mà. Tại Thanh Mai đang bệnh nên không thể ra ngoài được. Cô bé cứ lắc đầu mà nói. Không, con thấy mình khỏe lắm. Bất chợt, cô bé đặt tay lên ngực như đang cảm thấy khó thở. Bà Tư thấy vậy thì lo lắng hoảng sợ. Cùng lúc Ngân nghe tiếng bước chân vọng lên từ dưới cầu thang. Cô sợ bị phát hiện nên nhìn quanh tìm chỗ trốn. Nhưng xung quanh lại không có nơi nào để cô ẩn nấp. Lúc này Ngân thấy cánh cửa phòng bên cạnh. Không chần chừ, cô đi đến mở ra rồi đi vào trong lánh tạm. Khi cô vừa vào thì Hoàng cũng vừa đi lên đến. Anh ta đi vào trong phòng. Còn Ngân mới thở phào nhẹ nhõm, định mở cửa đi ra để trở xuống dưới phòng, xem như không có chuyện gì. Thì không biết sao xui khiến, cô quay lại nhìn quanh căn phòng. Dưới ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu rọi vào, tấm rèm tung bay phất phới. Ngân thấy một cái giường nhỏ ở giữa phòng, xung quanh gợi nhớ cho cô hình ảnh quen thuộc. Dường như cô đã thấy qua căn phòng này ở đâu đó. Sắc mặt Ngân dần trắng bệch, vì cô đã nhớ đây là căn phòng cô đã gặp qua trong giấc mơ. Chính chiếc giường đó Hải đã nằm, và chính nơi đây người ta đã lấy mất trái tim của anh. Ngân bàng hoàng sửng sốt. Vậy là đã rõ Hoàng có liên quan đến chuyện này. Bỗng Ngân nhìn thấy hình ảnh của Hải hiện ra. Anh nhìn cô mà nói. Em hãy rời khỏi nơi đây đi. Tại sao? Anh nói cho em biết được chuyện gì không? Hải nhìn cô mà lắc đầu. Sau đó hình bóng dần mở đi, tiếng nói vang vọng như ở chín tầng địa ngục vọng lại. Đi đi, nghe anh. Ngân đứng khóc nhìn hình bóng anh dần tan biến. Cô đi đến trước giường, nơi đây anh đã từng nằm. Lòng cô quặn đau, cô nhất định phải tìm hiểu rõ mọi chuyện. Ngân quay người đi đến cánh cửa. Cô mở ra rồi từ từ đi đến cánh cửa phòng bên cạnh mà lắng nghe xem bên trong có chuyện gì.
Lúc này trong phòng đã không còn tiếng khóc nữa. Giọng bà Tư vang lên. Con bé ngủ rồi hả? Tiếng Hoàng trả lời. Ngủ rồi. Chỉ có cậu mới dỗ được nó. Mà cậu... Bà Tư có vẻ ấp úng như muốn nói gì đó. Hoàng liền nhận ra mà nói. Bà có gì thì nói đi. Bà Tư im lặng một hồi rồi nói. Sao cậu lại cưới cô ấy về? Cậu cũng biết rõ cô ấy là... Bà im đi. Tôi không muốn bà nhắc lại chuyện này lần nào nữa. Cậu nhắm có thể giấu được không? Khi mà cậu cưới cô ta về ngôi nhà này, rồi chuyện Thanh Mai sẽ sao? Hôm nay tôi thấy cô ấy tò mò muốn lên đây rồi đó. Tôi sẽ sắp xếp đưa Thanh Mai đến một nơi khác. Bà Tư không đồng ý mà nói. Cậu nỡ đưa con bé đi xa sao? Mà con bé sẽ không chịu đâu. Cậu thấy rồi đó. Khi không có cậu, con bé còn không chịu ngủ. Hoàng đăm chiêu suy nghĩ rồi mới nói. Tôi cũng đang không biết phải làm sao. Tôi biết bản thân mình mang tội. Tôi chỉ muốn làm chút gì đó cho người đã khuất, xem như chuộc lại lỗi lầm. Cậu đừng nói như vậy. Dù gì chỉ là trái tim của người đã chết, nhưng bù lại cậu đã cho người khác một sự sống mới. Nhưng lúc đó cậu ta chưa hề chết. Bà Tư hơi sửng sốt mà nói. Ý cậu là sao? Vốn tôi tưởng cậu ta đã chết nên mới nảy ra ý định lấy tim cậu ta thay thế cho Thanh Mai. Nhưng tôi không ngờ cậu ta chỉ chết lâm sàng. Đến khi đưa con dao rạch ngực cậu ta, tôi mới biết là cậu ta vẫn chưa chết. Bàn tay này của tôi đã giết người. Bà biết không? Bà Tư thấy Hoàng dằn vặt tự trách thì nói. Đã qua rồi, cậu đừng suy nghĩ gì nữa. Dù gì Thanh Mai cũng đã được chữa khỏi bệnh. Chuyện cậu ta cũng như tai nạn, đâu ai nghi ngờ gì. Nhưng tôi lại không thể tha thứ cho bản thân mình. Lúc tôi biết được chuyện người yêu của cậu ta, tôi đã cố tìm cách để mà cưới cô ấy. Tôi chỉ muốn làm chút gì để chuộc lỗi cùng sự ích kỷ của mình thôi. Nói vậy, người yêu của cậu ta là cô Ngân sao? Đúng vậy. Ngân đứng bên ngoài đã nghe được toàn bộ mọi chuyện. Thì ra chính Hoàng đã gây ra cái chết của anh. Chính anh ta đã cướp đi trái tim của anh. Nói vậy, trái tim anh đang đập cho người cô bé đó. Hèn gì cô lại thấy thân quen như vậy. Bọn họ thật ích kỷ vì cứu một người mà lỡ cướp đi mạng sống của người khác. Sao họ lại tàn nhẫn đến mức như vậy? Ngân đẩy cửa ra, trừng mắt nhìn về phía hai người mà nói. Các người thật độc ác. Chính các người đã giết anh ấy. Bà Tức cùng Hoàng vô cùng sửng sốt khi thấy Ngân. Hoàng nhìn cô làm như không có chuyện gì mà nói. Sao em lên đây? Muộn rồi, để anh đưa em xuống dưới ngủ. Có gì mai mình nói chuyện nha. Tôi đã nghe hết những điều các người nói rồi. Các người đừng hòng lừa tôi. Sao anh lại độc ác như vậy? Sao anh lỡ tước đi cái quyền được sống của người khác? Anh có biết anh làm vậy là anh đã lấy đi đứa con của người mẹ già hưu quạnh không? Cũng chính anh cướp đi người con trai mà tôi yêu nhất. Anh đã cướp đi cả tương lai của tôi không? Hoàng im lặng, nhìn Ngân với gương mặt ăn năn và hối hận. Tôi xin lỗi. Bây giờ anh nói vậy thì có ích gì? Anh ấy có sống lại được không? Anh có trả cho người mẹ đó đứa con mà bà ấy yêu thương mòn mỏi nhớ mong không? Có trả cho tôi người chồng mà đáng lẽ tôi sẽ cùng anh có mái ấm hạnh phúc không? Rồi anh có trả lại cả quãng đường dài đầy hoài bão của một người con trai mới tuổi đôi mươi không? Thật sự tôi không cố ý. Lúc tôi gặp cậu ta trên đường là lúc cậu ta đã gặp tai nạn. Sau khi kiểm tra tôi nhận thấy cậu ta đã chết. Lúc đưa đến bệnh viện tôi đã nảy sinh ra cái ý định riêng, có hơi ích kỷ. Con gái Thanh Mai của tôi bị bệnh tim từ nhỏ. Con bé đang cần một trái tim để thay thế thì mới có thể sống tiếp được. Tôi không biết lúc đó mà xui quỷ khiến thế nào mà tôi đã nảy ra một quyết định. Tôi đưa cậu ta về nhà, sau đó lên phòng để phẫu thuật lấy trái tim. Nhưng tôi không ngờ cậu ta không phải đã chết. Nhưng lúc đó đã quá muộn rồi. Mọi chuyện không thể thay đổi. Phóng lao thì tôi đành phải theo lao.
Vì muốn cứu con gái, tôi đã dùng tim cậu ta thay cho con bé. Rất may ca phẫu thuật thành công, tim cậu ta rất tương thích với con bé. Vô tình tôi đã thấy ảnh của cô trong túi quần cậu ta. Lần dò thì tôi tìm được phòng trọ và được biết tình cảm của hai người qua quyển nhật ký của cậu ta. Vì muốn giúp cậu ta hoàn thành tâm nguyện và chuộc lại phần nào tội lỗi, nên tôi đã tiếp cận để cưới cô. Các người thật ích kỷ đến mức thật đáng sợ. Bây giờ cô muốn gì cũng được. Nhiều đêm nay tôi luôn bị dằn vặt vì những chuyện mình đã làm. Không lúc nào tôi ngủ ngon. Hình ảnh cậu ta trợn mắt khi con dao tôi vừa rạch xuống cứ ám ảnh lấy tôi suốt. Tôi muốn anh phải trả giá về những gì mà anh đã làm. Tôi sẽ đi đem chuyện này ra pháp luật. Hoàng im lặng mà không nói gì. Chỉ bà Tư là nhìn cô đầy tức giận. Trên tay bà từ lúc nào đã cầm con dao sắc nhọn, hướng đến Ngân mà nói. Cô đừng hòng làm hại cậu Hoàng. Chuyện cậu ấy làm không hề sai. Người cha nào cũng muốn làm những điều tốt nhất cho con mình. Còn hãy đi theo cậu ta mà có đôi có bạn đi. Ngân nhìn bà ta hoảng sợ mà bất động, còn dao hướng thẳng tới người cô. Phục. Cậu, sao cậu lại làm vậy? Con dao trên tay bà Tư đã cắm thẳng vào ngực Hoàng. Máu từ ngực anh ta tuôn ra xối xả. Bà Tư run rẩy rút dao ra mà nói. Hoàng yếu ớt nhìn bà Tư. Tôi đã sai đủ rồi. Tôi không muốn bà phải đi theo vết xe cũ của tôi. Đã sai thêm sai nữa. Tôi làm tội ác nên phải đến lúc tôi đền tội rồi. Sau đó Hoàng nhìn Ngân nói. Tôi xin lỗi cô. Hoàng nói xong thì quỵ xuống tại chỗ. Con bé Thanh Mai đang ngủ bỗng giật mình tỉnh giấc. Thấy ba mình như vậy thì chạy đến mà ôm lấy khóc ráng lên. Ba ơi! Ba sao vậy? Ba ơi! Ngân không biết tại sao có gì thôi thúc. Cô đi đến ôm con bé mà nói. Không sao, Thanh Mai ngoan. Ngân cảm nhận trái tim bên trong lồng ngực con bé thật ấm áp. Đúng, đây là trái tim anh. Anh vẫn bên cô. Bà Tư không cam lòng, bà định cầm dao đâm xuống người Ngân. Nhưng lúc này từ đâu cơn gió lạnh thổi đến. Căn phòng đang sáng bỗng tối thui. Bà Tư trợn tròng mắt khi thấy Hải trong gương mặt trắng trợ. Hai con mắt đỏ như máu đang trợn nhìn bà đầy tức giận. Hai bàn tay anh giơ thẳng đến siết lấy cổ bà ta. Bà Tư vì ngạt thêm sợ mà hai mắt thổ lộ mở to ra hết cỡ, hơi thở dần tắt lịm. Sau cái chết của bà Tư cùng Hoàng thì mọi chuyện kết thúc. Ngân đã đưa bé Thanh Mai về quê cùng mình. Không biết sao chỉ mới gặp cô thôi mà con bé lại rất mến cô. Sau cái chết của Hoàng, con bé trầm tính hơn hẳn. Do trước giờ không tiếp xúc với người lạ nên con bé cứ bám dính lấy Ngân không rời. Khi về đến nhà, Ngân đã kể lại toàn bộ mọi chuyện cho ba mẹ mình nghe. Ông Nghĩa cùng bà Lương cũng đã hiểu ra mọi chuyện. Hai ông bà phải tạ ơn trời đất vì cô không sao. Qua chuyện đó, hai ông bà cũng không khắt khe chuyện cô qua nhà bà Năm nữa. Hôm nay, Ngân đưa con bé qua nhà bà Năm để thăm bà. Chuyện về trái tim của anh, Ngân giấu không muốn nói để bà buồn. Không hiểu do tình cảm mẫu tử hay sao mà khi bà Năm gặp Thanh Mai lại rất thích. Cả con bé cũng mến bà. Nhìn hai người như vậy, Ngân cũng cảm thấy an ủi. Anh vốn không hề mất, chỉ là anh đang bên cạnh cô cùng bà qua hình thức khác mà thôi. Quý vị vừa đón nghe xong câu chuyện của tác giả Hoàng Chi. Và câu chuyện này cũng rất là hay đúng không quý vị? Vì một trái tim thay thế mà đã dẫn tới một cái tội ác rất là kinh hoàng. Và người cha này rất là thương con của mình nhưng lại yêu thương con không đúng cách, để rồi dẫn tới hệ lụy cho rất là nhiều những cái người khác nữa. Và rồi mọi chuyện thì nó cũng đã trở về với đúng quy luật của nó. Người ác, người làm điều xấu thì sẽ phải nhận những cái hậu quả. Còn người sống tốt, sống biết yêu thương thì cuối cùng vẫn sẽ có được những cái điều tốt đẹp hơn trong cuộc sống. Và buổi tối ngày hôm nay thì Thuận đã đọc cho quý vị đón nghe hai câu chuyện của hai người tác giả là Đào Thị Tuyết Nhung và tác giả Hoàng Chi.
cả hai câu chuyện chắc hẳn cũng đều đem lại cho quý vị rất là nhiều những cái cảm xúc khác nhau. Quý vị hãy comment và để lại những cái bình luận để cho Thuận biết được rằng quý vị đang nghĩ gì ngay lúc này nhé. Cảm ơn tất cả quý vị đã đón nghe và theo dõi. Xin chúc cho quý vị sẽ có một đêm thật là ngon giấc. Tối ngày mai 21 giờ chúng ta sẽ gặp lại nhau trên kênh Người Dẫn Đường Cõi Âm và đón nghe một câu chuyện khác nghe quý vị.